Đây là nhân vật chính của chúng ta, Corin Locke, Chẳng hiểu vì sao nhưng vừa mới 3 giây trước thôi anh vừa mới xuyên chết tên nhân vật chính, đồng thời cũng là người bạn thân trí cốt của mình. Vậy là trách nhiệm giải cứu thế giới và tiêu diệt ma vương liền rơi vào trên người cậu. Mọi chuyện phải nói về 3 năm trước, khi mà cậu đột nhiên tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không vào một game có tên là huyền thoại anh hùng của Ahan. Nó nói về một học viên có vô số những sự kiện nguy hiểm xảy ra, và các sự kiện nguy hiểm này nó cứ diễn ra không ngừng. Để rồi cuối cùng ngày tận thế của thế giới đó đã đến. Và đây vẫn là một câu chuyện còn được tiếp diễn, sau khi xác định tình hình xong cậu liền vui vẻ bởi vì nhân vật chính trong câu chuyện này sẽ giải quyết hết mọi chuyện thôi. Mà bản thân nhân vật cậu xuyên vào chính là một NPC tên là Corin nhân vật này có vai trò giao nhiệm vụ cho người mới bắt đầu, nơi mà nhân vật chính sẽ cứu tất cả dân làng. Nếu mà cứ tiếp diễn như đúng cốt truyện thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Vậy là cậu liền đi ra ngoài thăm thú xung quanh đồng thời tìm kiếm xem tên nhân vật chính Park si Hu đang ở đâu. Cuối cùng cậu cũng tìm được tên này, nhưng sau đó khi nghe nhân vật chính lẩm bẩm vì mấy từ như khoai lang, nước Sprite thì cậu liền phát hiện hóa ra Park si Hu cũng là một người chơi sở hữu trò chơi nhập vai này. Vậy là hai người liền bắt đầu hợp tác cùng nhau. Và điều khác biệt giữa hai người bọn họ chính là Park si Hu thì được trao cho đặc quyền của người chơi nhập vai, một cửa sổ chỉ số. Nhưng có một vấn đề là Park Si-hu chưa bao giờ chơi trò này trước đây nhưng với kinh nghiệm là một người chơi đã chơi qua tất cả các chương và bắt biết tất tần tật mọi nẻo đường, Corin liền dễ dàng hướng dẫn cho Park Si Hu. Cứ như vậy, hai người liền hợp tác với nhau để hoàn thành trò chơi này. Corin thì có mọi thông tin của trò chơi, trong khi Park Si Hu thì có cửa sổ chỉ số và hệ thống người chơi. Cùng với nhau, bọn họ chính là một cặp đôi hoàn hảo. Có Park Si -Hu bên cạnh thì cậu ấy chắc chắn rằng họ có thể cứu được rất nhiều người và ngăn chặn được ngày tận thế và rồi trở lại thế giới của mình. Nhưng có một điều khiến cho Corin vô cùng thất vọng đó là tổ đội của họ chỉ toàn là được dựa. Sự thú vị của trò chơi này là có bao gồm yếu tố giả tưởng, cùng đa dạng các giai thoại anh hùng và hẹn hò giả tưởng nữa. Park si Hu thì không có liên hệ đến bất cứ nữ giới nào, mà chỉ thêm họ vào tổ đội lúc cần thiết, rồi đến một lúc chỉ toàn là đàn ông với nhau. Nhưng có một điều đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn khi mà cháu gái của gươm đế chết trên đường đến lễ tưởng niệm, khi mà trùng cuối của ải đầu tiên Mariat biến mất và những cái chết và mất tích bí ẩn những sự việc không hề có trong cốt truyện gốc của trò chơi và quan trọng hơn cả cái cách suy nghĩ của Park Si Hoo, tính cách của cậu ta, tính cách thật sự của cậu ta, đáng lẽ ra Corin phải nghi ngờ cậu ta một chút mới phải. Sự thật chỉ được phơi bày khi mà Corin tình cờ phát hiện ra một nơi bí ẩn dưới lòng đất. Mariette Dunnelev là một nữ anh hùng của trò chơi này, nhưng mà cả cậu lẫn Park Si Hoo cũng chưa từng gặp cô ta vì cô ta đã biến mất. Nhưng mà bây giờ cây gậy phép của cô ấy lại được đặt trong lồng kính trước mặt cậu. Nhìn thấy cảnh này, Corin thầm chửi thề, "Park Sihu cái tên khốn đó, tối nào cũng lén lút đi đâu đó nên mình mới theo đến tận đây, nhưng mà có một nơi như thế này dưới lòng đất sao?" Cứ như thể đây là kho đồ của hắn, rồi sau đó cậu lại phát hiện một thanh kiếm, đây cũng là vật đã bị mất khi một nữ anh hùng khác mất tích là Alicia. Không chỉ mỗi thứ này, mà còn rất nhiều mà đồ khác nữa. Tất cả những đồ vật của những nhân vật mất tích trong suốt quá trình bọn họ chơi trò chơi đều tập trung ở đây. Và điều làm cho Corin ngạc nhiên hơn chính là cơ thể của Mariette Dunalep đang đứng đặt trong một bể kính. Trong lúc Corin vẫn còn đang ngẩn người với cảnh tượng trước mặt thì một giọng nói liền vang lên từ phía sau. "Chết tiệt bị lộ rồi, sao anh lại ở đây hả?" Lời nói này là của Park Sihoo, nghe được lời này, Corin liền tức giận quay đầu chất vấn. "Chuyện này là thế nào hả? Lúc trước cậu bảo là đang đuổi theo Mariette và bị mất dấu cô ta cơ mà." "Chuyện đó hả? Dù sao cô ta cũng là quỷ mà." Anh muốn lãng phí máu của một con ma cà rồng cấp cao sao, tôi chỉ là tận dụng nó đúng cách thôi, mà anh cũng đã uống một ít rồi đó." Lời nói này khiến cho cô duyên tối mặt lại. Sau đó cậu nhớ tới mình đã từng uống một lọ thuốc hồi phục do Park Si Hu đưa. Tưởng tượng được thứ mình uống chính là máu của một ma cà rồng khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn. Và khi cậu tức giận hỏi hắn tại sao phải làm thế, thì Park Si Hu liền nói rằng tất nhiên là để hoàn thành cốt truyện hiệu quả hơn rồi. Cách chơi của anh mệt mỏi quá chừng cứ lo cứu người rồi lại để thua, anh không giết quách mấy tên lác và Jaeger luôn đi cho rồi. Cứ suốt ngày bảo vệ những kẻ mà chúng ta không thể khống chế nổi dù có năng điểm hảo hữu với chúng lên. Chi bằng sử dụng chúng như thế này, nghe cho rõ đây, tôi giỏi cái trò này hơn anh nhiều. Lúc này Corin cũng biết được sự thật, ngay từ đầu tên nhân vật chính này đã nói dối, hắn không phải là một người mới. Và khi biết được hắn chỉ còn giết thêm ba mạng nữa là đủ 100.000 mạng người, thì Corin đã rõ ràng tên này không còn là con người nữa rồi. Nhưng trước sự phẫn nộ của Corin, Park si -hu chỉ nói, tỉnh lại đi, chúng chỉ là NBC thôi, anh cũng đã giết một vài tên còn gì. Những tên mà tao giết chỉ là những tên quái vật cầm thú hết thuốc chữa thôi, chúng cố gắng tận diệt thế giới cơ mà, gì mà cách làm hiệu quả, mày làm tao thất vọng quá. Nếu mày ám ảnh với hiệu quả thì mày lấy Odachi để làm gì chứ, pháp sư thì lấy mảnh của kỵ sĩ làm gì rồi còn dùng mấy lọ thuốc bình thường thì có làm sao, mày có thể tạo nó dễ dàng thông qua cửa sổ nhân vật cơ mà, mày đã tạo ra cả cái chỗ quái quỷ này để làm gì hả? Bác Si Hu nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi 180 độ, anh cần một lần thông não cho cái khuynh hướng muốn cân bằng xã hội thảm hại của anh đó. Nói xong hắn liền đưa tay ra gạt đầu Corin đập thẳng vào bể kính phía sau lưng. Anh làm tôi phát điên lên, sau tất cả những gì tôi làm cho anh, thì đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó, tất cả những gì tôi nghĩ đến là anh tôi đáng lẽ ra phải là lẽ sống của anh, tôi mới là thế giới của anh, thế mà anh không biết thân biết phận cứ cho mũi vào chuyện của người khác. tất cả những gì anh quan tâm đến là mấy con điếm đó, tôi sẽ không kiềm chế nữa. mấy lời này của Park Si Hu khiến cho Corin khó hiểu, không biết tên khốn này đang nói cái gì. rồi cậu cũng bắt đầu trở nên sợ hãi mà vội vàng lùi về phía sau. mày có phải kiểu nhân vật đó đâu? chúng ta đã đi với nhau qua 199 chương rồi, sao đột nhiên lại thay đổi thể loại thế này? nhưng trước mấy lời này. Park si Hu chỉ lạnh lùng đáp. Tôi đã loại bỏ hết tất cả nhân vật cản đường từ trước đến nay chỉ vì tương lai của chúng ta. Mấy thằng khác chỉ là vẻ bề ngoài thôi, nên đừng quan tâm, người duy nhất mà tôi yêu là anh. Mấy nơi này khiến cho Corin sợ đến mức phải đấm vào mặt hắn. Trong lòng cậu thầm nghĩ, thằng khốn biến thái này làm mình sợ vãi, mình còn chưa có bạn gái nữa, vừa nghĩ cậu liền xoay đầu bỏ chạy. Nhưng còn chưa đợi Corin chạy được bao xa thì liền bị những cái xúc tu màu tím trói lại như bánh tét anh không chạy thoát khỏi tôi đâu tôi sẽ trói buộc anh mãi mãi trong cái thế giới giả tạo này anh là thứ duy nhất có thật mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi một khi nó kết thúc chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi vừa nói hắn cũng bắt đầu tan biến đi mà lúc này corin cũng đang bị trói buộc trong một không gian nào đó đột nhiên một màn hình thông báo xuất hiện trước mặt câu chương cuối cùng đang mở ra nhìn vào thông báo này cậu thầm nghĩ nó bắt đầu rồi trước giờ tên đó luôn tự mình hành động tất cả mọi thứ mình chắc trùng cuối cũng không thành vấn đề với hắn, một khi hắn kết liễu trùng cuối thì chết tiệt, chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây? Trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ về cuộc đời sau này mình sẽ phải sống cùng dầu ăn thì lại có một thông báo khác vang lên. Người chơi đã chết, nhiệm vụ thất bại. Thông báo này khiến cho Corin không biết nói gì cả. Tên khốn đó đã thua rồi à? Rồi khi cậu mở mắt ra lần nữa, lại thấy mình tỉnh lại ở trên giường, khung cảnh giống hệt 3 năm trước khi cậu vừa mới xuyên tới nhìn vào nước cảnh tượng thân thuộc này hai lòng bàn tay cậu nắm chặt lại nước mắt cũng bắt đầu chảy ra mình phải giết thằng khốn đó Park Si Hu mình phải giết tên người chơi đó nói của câu tràn đầy sự tức giận và sát ý sự kiện vỡ đập sông Roteon trong nhiệm vụ thu phục quái vật sông thì con đập bất ngờ vỡ cuốn trôi cả một ngôi làng hàng ngàn quái vật nước và hàng ngàn người vô tội đã chết đuối một cảnh tượng kinh khủng như vậy vậy mà tên Park Si Hu lại cười cứ như thể được mùa vào lúc đó mình đã không hiểu tại sao tên khốn đó lại hả hê như vậy. Giờ nghĩ lại thì dù cho hàng tá người chết, thì nó quan tâm duy nhất chỉ là đống kinh nghiệm mang lại. Tên ác ma khốn kiếp đó, mình có thể ngăn nó lại ngay bây giờ. Giờ này thì nó mới chỉ có cấp 5 như mình thôi. Tất cả các yếu tố làm người chơi mạnh lên đều ở học viện 3 Sau khi vào học viện thì nó đã mạnh lên rất nhiều. Giờ thì nó vẫn chưa phải là quái vật, nhưng mà vẫn không biết được là sau khi vào học viện, tốc độ phát triển của nó sẽ như thế nào lễ nhập học sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày nữa. Nói cách khác, cách duy nhất để giết chết Park si -hu chính là ngay lúc này. Mà lúc này Park si -hu cũng đang làm một nhiệm vụ, hướng dẫn nhiệm vụ, xe chở trên đường đến thành phố Mơ Ba đã bị đánh chặn bởi quái vật trong rừng, bảo vệ mọi người cùng lính canh cho đến khi nó được sửa. Lúc này nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành, tất cả chỉ là vài con quái vật loi choi nên họ có thể dễ dàng xử lý được. Cô gái này còn khen Park Si-hu khá có tài so với một người mới, khiến cho cậu ta ngại ngùng cảm ơn. Lúc này người đánh xe cũng thông báo rằng xe đã sửa xong và bọn họ có thể xuất phát, nhưng mà nhiệm vụ thì éo bao giờ có thể hoàn thành dễ dàng như vậy. Cứ vào những giây phút mà bạn nghĩ rằng nó sắp xong, thì y rằng sẽ phải lòi ra cái gì đó. Quả nhiên, lúc này liền có một tiếng thét quái vật vang lên khiến cho hai người này chú ý, rồi một khúc gỗ bay thẳng tới bọn họ với tốc độ tên lửa. Anh chàng kỵ sĩ này vội vàng đẩy người đồng đội ra, may mắn thay, cả hai đã không làm sao, nhưng mà lúc này bọn họ đều trở nên lo lắng. Bởi vì đối thủ của bọn họ lúc này chính là một con ma sói, là một loại quái vật cấp 2. Mà con ma sói này khi đối mặt với đám người thì bắt đầu gào thét lên như bị bệnh dại. Corin nấp ở trong rừng cũng chứng kiến cảnh tượng này, chết tiệt, đã bắt đầu rồi sao. Mình đã cố chạy hết tốc lực, nhưng vẫn không ngăn được nó. Giá như mình có thời gian để chuẩn bị, thì mình đã có thể cứu được họ. Mà con ma sói lúc này cũng bắt đầu tấn công, chỉ với một đòn nó đã hạ gục nữ kỳ sĩ anh chàng kỵ sĩ thấy cảnh này liền quay đầu nói với Park si Hu, nhanh lên xe đi, tôi sẽ câu giờ cho cậu. Cứ đi đi, tôi sẽ theo sau, Park si Hu nói với người đánh xe, cậu ta quyết định ở lại chiến đấu, bởi vì cậu ta không thể bỏ người kỵ sĩ ở lại một mình được. Và kết quả là cả lũ chuẩn bị chết chùm, rất nhanh sau đó, người kỵ sĩ tên là Leon cũng bị con quái vật hạ gục. Mà Corin vẫn tiếp tục quan sát, cậu ấy cần phải xác nhận lại trước khi can thiệp, đây là Park Si-hu, thực sự là anh hùng cứu thế giới hay là một người chơi giống mình. Con ma sói bên này thấy mình xử đẹp được hai tên thì cũng bắt đầu gào thét để ăn mừng. Nhưng ngay mà cái lúc nó đang ăn mừng dở dang thì nữ kiếm sĩ còn lại cũng lao lên tấn công. Tiếc là đòn tấn công của cô ấy đã bị nó dùng một tay chặn lại dễ dàng, tình hình bắt đầu căng thẳng hơn, hai người vừa rồi gần như không thể gây ra được sát thương nào lên cho con này. Lùi lại, tôi sẽ xử lý thứ này, cô ấy nói với Park Si-hu. Cô gái này là con gái thứ hai của gia tộc Aden, người nắm giữ Odachi, một trong sáu kiếm vua, nhân tố có sức ảnh hưởng nhất trong tổ đội và là một nhân vật có tên. Tên đầy đủ của cô ấy là Alisa Aden. Và trong lúc Alisa vẫn còn đang căng thẳng đối đầu với con quái vật trước mặt, thì tên Sihu từ từ rút trong túi ra một con dao găm và nhân lúc cô ấy không để ý, hắn ta cắn trộm cô ấy từ phía sau lưng. Tôi đang chờ cái khoảnh khắc này đây, hắn nói với khuôn mặt đầy lạnh lùng. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Corin đã có thể xác định được. Tên này là thằng khốn người chơi, chứ chẳng phải anh hùng gì cả. Alisa thì lúc này vẻ mặt đầy hoang mang, không hiểu tại sao mình lại bị đồng đội đâm lén. Hả? À, tại sao chứ? Nhưng trước câu hỏi của cô ấy, tên này vẫn có thể nói dối trắng trợn, "Xin lỗi nhé, tôi sợ quá nên bị trượt tay." Mà lúc này Alisa cũng bắt đầu trở nên choáng váng, đó là do con dao của tên Park Sihu đã được tẩm độc từ trước. Mà con ma sói thì nó không thể bỏ lỡ cơ hội tấn công như thế này được thấy hai người này lục đục nội bộ rồi tự đâm chém lẫn nhau thì nó liền lao vào tấn công như vũ bão vào Alisa. Mà Corin cũng hiểu lý do tại sao tên Sihu lại làm như vậy. Nếu Alisa chết trong nhiệm vụ, thì nó sẽ có được Odachi và sau đó nó sẽ vào được đội của Lunia Aden, một thanh kiếm huyền thoại. Mà tên Sihu thấy Alisa vẫn có thể chiến đấu được như vậy thì hơi bất ngờ. À, ta bị đầu độc rồi nhưng mà vẫn chưa chết, do là NPC quan trọng trong cốt truyện à nhưng mà bởi vì bị trúng độc nên cô ấy cũng bắt đầu bị con quái vật này đẩy lùi không còn cách nào khác cô ấy chuẩn bị đánh cược vào một đòn tấn công duy nhất bình tĩnh nào tập trung tập trung cô ấy bắt đầu lẩm bẩm trong miệng rồi nhắm mắt lại để đạt được sự tập trung cao độ nhất đợi tới khi cô ấy mở mắt ra lần nữa thì liền tung tuyệt chiêu tuyệt bộ chảm toàn bộ năng lượng cũng được cô ấy tập trung vào trong thanh kiếm của mình Bắc Si Hu ở đằng sau thì cũng biết được cỡ này thì Alisa hoàn toàn có thể giết được con quái vật ấy một mình, nên hắn ta làm sao mà để yên được chứ. Thế nên hắn liền rút ra một con dao rồi ném về phía Alisa, làm cho cô ấy phải vội vàng dùng thanh kiếm của mình để đỡ đòn, nhưng lúc này, hàm răng của con ma sói cũng cận kề đầu cô ấy. Vào giây phút cận kề cái chết, cô ấy liền xoay ngược thanh kiếm rồi đâm xuyên cổ con quái vật, nhưng lúc này cô ấy cũng hoàn toàn kiệt sức rồi, thậm chí còn không thể di chuyển nổi mà tên Park Sihu cũng đạt được mục đích của bản thân khi thấy cô ấy gục ngã hắn bắt đầu từ từ tiến lại gần rồi nhặt thanh kiếm của cô ấy lên. Đây rồi, đã có Odachi, cái thứ này chỉ dùng được với kỹ năng đặc biệt thôi mà tính sau vậy. À đúng rồi, giết NPC cũng được kinh nghiệm mà nhỉ. Gương mặt của hắn thể hiện rõ ý định giết chóc của bản thân. Còn Alisa thì vẻ mặt đầy tuyệt vọng, cuộc đời của cô ấy tới đây coi như hết ngay khi mà tên Park si nở nụ cười chuẩn bị ra tay với cô ấy, thì liền có một túi bột từ đâu quăng tới, nổ tung ngay trước mặt hắn. Cái chó gì thế này, là cái tên khốn kiếp nào làm, ra mặt đi. Hắn vừa chửi rủa, vừa bắt đầu quan sát xung quanh để tìm ra người vừa ném túi bột. Nhưng mà lúc này cũng có một đám thỏ một sừng lao về phía hắn, lý do là bởi vì túi bột kia được làm từ nấm Topanic. Nó là món yêu thích của quái vật rừng và chúng được bao phủ bởi một lớp phấn đậm đặc nên trong mắt lũ quái vật, Park si Hu chẳng khác gì miếng thịt tươi ngon được phủ lớp sốt đặc biệt cả. Mà nhân lúc tên khốn kia đang bận xử lý đám quái vật, thì Corin liền kéo Alisa ra ngoài, ơn trời, cô ấy vẫn còn thở. Ngay lúc cậu bắt đầu kéo cô ấy đi, thì liền để ý tới con quái vật, thế là trong đầu cậu liền nảy ra một ý tưởng, sau đó Corin bắt đầu dùng dao găm để bẻ lấy một cái răng nanh của nó. Mà lúc này Park si Hu cũng đã xử lý xong đám quái vật, chết tiệt, may là tên khốn nào giết ba con chuột sừng trong một nốt nhạc. Oda chi tuyệt thật nhỉ. Nói xong cậu cũng từ từ đứng lên quay người về phía Park Si Hu. Anh, anh là Corin Lock. Park Si Hu ngạc nhiên hỏi, sao mà anh có thể đến được đây? Câu hỏi này của hắn cũng đã tiết lộ một thông tin, đó là tên khốn này không hề có ký ức của lần trước. Vậy thì càng tốt. Nghĩ xong Corin liền mỉm cười nói, này, cậu sẽ tự làm mình bị thương nếu cầm gươm như thế đấy. Cậu ấy nói như vậy chỉ để đánh lừa tên này thôi ấy mà tên ngu này tin thật rồi nhìn vào thanh kiếm của mình nhân cơ hội này corin liền tiến lên rồi tung thẳng một nắm cát vào mặt hắn đám cát này khiến cho park si hu tạm thời không thể nhìn thấy gì đồ khốn chết đi hắn vừa chửi vừa chém loạn xí ngầu mấy đòn tấn công lung tung kiểu này thì không gây khó dễ được cho corin tên này dùng kiếm vụng về quá nhưng được cái vung rất nhanh dù sao thì park si hu vẫn khá hơn mình về mặt thể chất đành liều thôi không còn cách nào khá Xê nghĩ xong cậu cũng rút ra cái răng nanh lấy được từ con sói ban nãy, rồi thực hiện một đòn tấn công suýt soát vào cổ Park Si Hu khiến hắn sợ vãi khiếp. Đúng rồi, con dao răng nanh này coi như vậy thôi, chứ đâm trúng cổ vẫn chết như thường đấy. Liệu mà né đi, tập trung vào cái răng nanh này nè. Vừa nghĩ Corin vừa liên tục tấn công, vì lợi thế vũ khí nhẹ, nên các đòn tấn công của cậu nhanh như vũ bão. Đúng rồi, chỉ cần nhìn vào cái răng nanh này thôi. Lúc này Corin cũng sắp tung đòn dứt điểm, cậu đâm cái răng nanh tới gần sát mặt Park si hoo khiến cho hắn vội vàng dùng kiếm để đỡ đòn. Nhưng đó chỉ là đòn nhiều thô, đòn tấn công thực sự chính là con dao găm mà cậu giữ trong tay trái. Quả nhiên tên Park si Hu bị bất ngờ trước tình huống này, nhưng mà thanh kiếm của hắn đang bị cái răng nanh ghim lại. Thế là Corin thành công đâm thanh dao găm vào vai phải của hắn. Tên này bị trúng đòn thì hét lên như lợn bị chọc tiết, nhưng không đợi hắn kêu được bao lâu, thì Corin liền dùng cái răng nanh để tấn công tiếp, kết quả là một răng xuyên họng cô cháu đã chính thức out game. Giết được tên khốn này xong, Corin cũng không quên gửi vài lời nhắn nhủ. Kiếp trước cảm ơn mày vì tất cả, phải công nhận một điều là nhờ có mày mà tao đã mạnh lên, cho dù vậy tao cũng không hối hận vì đã làm điều này, bởi vì mình đã giết chết được mầm mống của một con quái vật. Tiếp theo đó liền có một thông báo hiện lên, người chơi đã chết, đang tính toán sự bất thường xảy ra trong cốt truyện chính, tiến hành chạy xem xét thế giới dự phòng biến, đổi biến đổi Corin Lock, đang chạy thử đang chạy thử tiềm năng, chạy thử tư tưởng, chạy thử độ tương thích, chạy thử nhật ký người chơi, chuyển kinh nghiệm của người chơi trước qua cho anh hùng Corin Lock, chuyển đổi lượng dự phòng tối thiểu cho trường hợp cốt truyện sụp đổ và chỉ số tối thiểu, bắt đầu chạy chương trình người chơi dự bị, Corin Lock. Kỵ sĩ cấp A, người kế thừa võ thuật, người chơi dự bị, Corin Lock. Nhìn thấy cửa sổ thông báo này, Corin liền ngạc nhiên, người chơi dự bị sao? Nghĩa là giờ mình sẽ có cửa sổ chỉ số ngay khi corin vẫn còn đang suy nghĩ miên man thì liền có từng tiếng ho nhắc nhở cậu ấy tiếng ho này là của alisa tình trạng của cô ấy đang trở nên vô cùng nguy kịch vậy nên cậu liền chạy lại này cô không sao chứ tình trạng hiện tại của cô ấy khá tệ hiện giờ cô ấy còn không nhìn thấy gì cả nhưng chí ít vẫn còn sức để nói corin bắt đầu hỏi thăm tình trạng của cô ấy cô cảm thấy chóng mặt và không thể ngửi được gì đúng không tai còn bị ù nữa đúng không sao anh biết ok Vậy là đã biết được mọi thứ, thêm tình trạng nói líu lưỡi này nữa, có vẻ như là do độc của ếch cây công. Ở chương hướng dẫn mà thiếu cửa sổ chỉ số thì rất khó để tạo ra loại độc dược này, chỉ cần độc này điều chế ở mức cao hơn chút nữa thôi thì cô ấy đã chết rồi. Đúng là may mà, nhưng mà răng nanh của ma sói vẫn còn cắm trên người, do đó cô ấy vẫn đang trong cơn nguy kịch. Phải nhanh chóng cầm máu và giải độc cho cô ấy. Nghĩ xong anh cũng cởi thắt lưng của mình ra, rồi dùng nó để cố định vai Alisa. Cơn đau từ việc này khiến cho cô ấy giật nảy mình. Không sao đâu, tôi là chuyên gia cầm máu và giải độc đó. Cô yên tâm đi. Lúc này cũng có chút vấn đề. Nếu lỡ đâu cô ấy cắn trúng lưỡi thì toang, để xem có cái gì để. Nghĩ tới đây cậu liền nhìn thấy tay của tên khốn Park si -hu. Một suy nghĩ kinh tởm xuất hiện trong đầu cậu, nhưng mà giờ không nghĩ nhiều được như vậy. Thế là cậu liền đưa tay tên khốn này vào miệng cô ấy rồi nói, cắn đi, sẽ đau lắm đấy nên cứ cắn hết sức có thể đi nhé dù sao thì người chết cũng không biết đau. Và lại đây cũng là xác của tên khốn nữa, có thêm vài nhát cắn thì cũng chẳng có vấn đề gì. Thế rồi Corin bắt tay vào công việc chữa trị, đầu tiên là anh ấy tìm cách để rút cái răng nanh ra đã. Chẳng hiểu tại sao lại quay về 3 năm trước, nhưng mà mình đã quay lại rồi giết được người chơi. Còn những người đã chết ở kiếp trước của mình vẫn còn sống, ngay bây giờ, mình đã cứu được một người, vậy là đủ rồi. Một lúc sau, việc cầm máu và rút cái răng nanh ra đã hoàn thành bây giờ cậu đang ngồi điều chế thuốc giải cố gắng lên tôi đang điều chế thuốc giải rồi đừng lo con người không dễ chết như vậy đâu trong cơn mê man alisa vẫn cố gắng hỏi tên của cậu ân nhân xin hãy cho tôi biết tên corin vừa đắp cái khăn lên trán cho cô ấy vừa nói không cần biết đâu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mà hãy nghỉ ngơi đi khi nào thuốc điều chế xong tôi sẽ đánh thức cô dậy mà lý do cậu hành động như vậy là bởi vì cậu đã quyết định kể từ bây giờ mình sẽ hành động trong bóng tối, càng ít người biết đến mình thì càng tốt. Và trong lúc đợi thuốc giải được điều chế xong, cậu cũng bắt đầu xem xét lại tình hình, cốt truyện của anh hùng huyền thoại xứ Ahan, đúng như tên gọi là một câu chuyện về một anh hùng. Trong khi giải quyết các vụ việc xảy ra ở trong học viện, người chơi sẽ trở thành anh hùng và giải cứu thế giới, anh hùng sẽ hạ vô số quái vật và hạ được trùng cuối. Một kẻ thối tha như Park Si-hu cũng phải đi theo đúng cốt truyện, bởi vì nếu không đánh bại trùng cuối thì thế giới sẽ diệt vong, nhưng mà bây giờ tên đó đã chết rồi. Vậy thì ai sẽ đảm nhận vai trò đó đây? Ngoài mình ra thì còn ai nữa, nhưng mà mấy tên khốn này, nếu như muốn mình làm việc gì đó thì ít ra cũng phải làm cho ra trò chứ. Colin có suy nghĩ như vậy bởi vì lúc này trước mắt cậu xuất hiện một thông báo đỏ lòng, hệ thống cửa sổ, bạn không được phép truy cập. Không truy cập được cửa sổ hệ thống thì khác éo gì người bình thường, cái kiểu người chơi dự bị củ lìn gì thế này? Mình trở thành người chơi dự bị nhưng mà không được dùng những thiết bị hỗ trợ dành cho người chơi. Mình đã rất háo hức mong chờ thế mà lại thế này đây, thật là khó để làm được điều gì đó trong tương lai, chỉ với ký kiếp trước thôi là chưa đủ. Mình phải dùng đến các yếu tố bên ngoài hệ thống để giúp hoàn thành việc này. Trong 3 năm trời rèn luyện, mình không còn là người kế thừa hay là dự phòng nữa. Vừa nghĩ cậu vừa vẽ ra một vòng tròn với ký hiệu kỳ lạ ở bên trong. Ngay khi hoàn thành thì vòng tròn này liền bừng sáng lên, rồi một đám lửa xuất hiện từ trong đó đúng như dự đoán nó thành công rồi corin lẩm bẩm đây là một loại phép thuật mà cậu ấy đã học được từ kiếp trước run cổ ngữ đó là những ký tự cổ xưa ẩn chứa sức mạnh ở bên trong nghĩa vụ kiềm chế lời thề chúng được biết đến như là bộ ba cổ ngữ mệnh lệnh đây là một trong những quy luật mạnh mẽ vận hành thế giới này cũng là cội nguồn sức mạnh của con người và nguồn cơn của sự hủy diệt cậu ấy sẽ khắc chúng lên trên người mình và trong số chúng chữ đầu tiên là nghĩa vụ Mệnh lệnh này gia tăng sức mạnh của người niệm phép khi mà tự tuyên thệ điều gì đó. Có thể làm những tuyên thệ dễ dàng như không ăn thịt gà, nhưng vì chúng rất dễ nên hầu như không nhận được bất kỳ điểm chỉ số nào thêm cho nó. Nhưng mà dù cho có dễ thì cậu ấy cũng cần phải tuyên thệ điều gì đó có thể dễ dàng làm theo đến cùng. Sau khi khắc xong những cổ ngữ lên cánh tay trái, cậu ấy cũng bắt đầu đọc lời tuyên thệ của mình, ta sẽ không giả mù để mà tham lam trước kho báu của người tốt. Ngay sau đó một cửa sổ thông báo hiện lên, nghĩa vụ ta sẽ không giả mù để mà tham lam trước kho báu của người tốt, chỉ số của bạn sẽ gia tăng khi làm xong nhiệm vụ. Một sợi xích bỗng dưng xuất hiện bên cạnh trái tim cậu ấy, giống như để thể hiện cho sự trói buộc đối với lời thề của mình. Một cửa sổ thông báo nữa lại xuất hiện, không làm theo sẽ bị phạt trừ 10 chỉ số. Tiếp theo Corin lại cắn ngón tay để viết cổ ngữ tiếp theo lên trên cánh tay phải của mình, và nó là hạn chế, tôi không nhận thức được linh hồn. Trong thế giới này, mọi vật đều có khả năng ngoại cảm của chúng, và có cả những linh thể và hồn ma không có cơ thể vật lý nữa. Vì các linh thể chỉ có thể tương tác qua sự kết nối đôi bên, nên chúng không thể sử dụng sức mạnh để tác động lên những thứ không có khả năng cảm ứng đối với chúng. Nói tóm lại thì lũ hồn ma này chỉ có thể tác động lên những ai mà nhìn thấy hoặc cảm nhận được chúng, nếu mà không thể nhìn thấy hay cảm nhận thì bọn chúng cũng chịu chết không làm được gì. Ngay khi hoàn thành xong cổ ngữ này thì cũng xuất hiện hai bảng thông báo. Nếu bạn không tuân theo, bạn sẽ chịu 600% sát thương của đối thủ kích hoạt hạn chế, sát thương cho các linh thể 0%, sát thương vật lý cộng 50%. Và lợi ích của tương thể khi làm được theo điều dân đối với cậu ấy, đó là cổ ngữ trở thành cái khiên bảo vệ cậu ấy khỏi tất cả các linh thể khác. Và giờ, cái cuối cùng chính là lời tuyên thệ, điều dân này thì dùng sức nặng của lời tuyên thệ như là một sự phòng. Nhưng mang theo rủi ro rất lớn và lợi ích cũng nhiều, đó là lý do tại sao cả Park Si-hu lẫn cậu ấy đều dùng nó ở kiếp trước. Nhưng ngay cả Park Si-hu, Người dùng được mọi thứ trong hệ thống cũng thất bại ở con trùng cuối cùng, nếu vậy thì mình cần phải lo lắng khá nhiều đây. Lời tuyên thệ nặng nề nhất để làm, ta sẽ cứu thế giới này. Nó là mục đích cao cả mà mọi chiến binh nào cũng theo đuổi, lời tuyên thệ với tham vọng lớn nhất, vậy là bộ ba điều răn đã hoàn thành, các sợi xích bắt đầu quấn quanh trái tim của cậu. Một bảng thông báo màu vàng hiện lên, nghĩa vụ, hạn chế, lời tuyên thệ, tất cả các điều răn sẽ được áp dụng vào người chơi dự bị. Nếu thất bại trong việc thực hiện lời thề cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi. Hai ngày sau, lúc này Alisa cũng tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. À cô tỉnh dậy rồi sao? Cô thấy sao? Giọng nói này là của một y tá. Tôi đang ở đâu thế? Cô đang ở bệnh viện thành phố Mokaba. Sau một hồi nói chuyện, Alisa cũng biết được người đã đưa mình tới bệnh viện vừa mới rời đi. Và khi Alisa quay đầu tìm kiếm hành lý, thì cô cũng phát hiện ra chiếc thắt lưng của Corin. Nhìn chiếc thắt lưng trên tay nó, vẫn còn nhuộm đầy máu. Sau khi nhìn vào trước thắt lưng xong, cô ấy liền quay ngoắt sang thấy y tá hỏi, có chỗ nào bán keo mật ong không? Giờ cô chỉ có thể ăn canh thôi. Tôi cũng đến chịu cô gái này, thứ đầu tiên cô ấy đòi ăn sau khi tỉnh dậy lại là kẹo à. Ba ngày sau nhiệm vụ tân thủ, lúc này lễ khai giảng của học viện Mơ Ba cũng diễn ra. Mà Corin lúc này cũng đang có mặt ngay tại cổng học viện, để xem nào, phải có thẻ học sinh thì mới vào được, vừa nói câu vừa bắt đầu lục tìm ví của mình. Này cậu cũng phát hiện có một bức thư ở trong ví của mình, gửi con trai của mẹ, con không biết mẹ tự hào về con như thế nào đâu, hãy trở thành người bảo vệ những người ở bên cạnh con nhé. Bức thư này là của mẹ cậu ấy viết. Bà ấy đã bỏ vào đây từ khi nào thế? Corin lẩm bẩm. Corin Locke là một đứa trẻ kém cỏi bình thường, nhưng cậu ta cũng có gia đình. Khi mới đến cơ thể này, mình đã cư xử rất ngượng ngùng và xa cách, nhưng họ vẫn đối xử với mình như cũ, và đó là khi mình bắt đầu yêu mến gia đình và thế giới này hơn đó là sự khác biệt giữa mình và Park Si Hu. Tại ga tàu gần học viện, các học viên đang chen chúc nhau để tìm đường. Một cô gái tóc xanh xinh đẹp đang vẫy tay ra hiệu cho bọn họ. Xin chào các em học sinh mới, tập hợp ở đây nào? Em cũng là học sinh mới sao? Em là Corin Lock. Wow, em cao thật đó. Chắc em ăn khỏe lắm. Em muốn ăn khoai tây không? Cô ấy vừa tươi cười vừa đưa cho Corin một củ khoai tây. Tôi chưa thấy cô gái nào mời người khác khoai tây trong lần gặp đầu tiên cả. Một lúc sau, cô ấy cũng dẫn Corin đi tham quan khắp nơi, rồi giới thiệu từng khu nhà, đó là tòa nhà kiến tạo, nơi các học sinh ma thuật tụ tập và nghiên cứu. Mà cô gái này cũng không phải dạng vừa cô ấy chính là Mariette Dunalep, là học sinh năm 2 đứng đầu học viện Moka 3 được mọi người yêu thích và có tương lai sáng lạn. Trong đời, người ta sẽ gặp rất nhiều điều bất hạnh không thể ngờ đến, và trong tương lai Mariette sẽ gặp phải một bất hạnh rất lớn, cô ấy là boss cuối màn một. Qua một lát, việc hướng dẫn cho tân học viên của cô ấy cũng kết thúc. Trước khi chia tay cô ấy còn dặn mỗi người cầm một củ khoai tây và một củ khoai lang, sau đó cô ấy theo chuyến tàu rời đi, chúc may mắn gặp lại các em sau. Quả thực là một con người vô cùng nhiệt tình. Sau đó tất cả các học viên được tập trung ở trong sảnh học viện. Trong lúc các học viên còn đang bàn tán, thì phía trên đầu bọn họ liền xuất hiện một ma pháp trận, sau đó toàn bộ ánh đèn đều bị tắt đi khiến cho mọi người bắt đầu lo lắng. Các em đừng sợ, sao học viên của học viện lại bị thứ còn con này làm hoàng sợ chứ? Corin nghe được giọng này thì liền biết đó là giọng của lão Hamen, lần nào ông ta cũng nói vậy hết, như một trại huấn luyện vậy. Thế giới này có lịch sự chiến đấu với ma tộc, vũ khí hiệu quả nhất để chống lại chúng là các siêu nhân có thể dùng aura hoặc mana. Và nơi để đào tạo những người này là học viện chiến binh Merkaba. Lúc này trong bóng tối cũng vang lên một giọng nói, Xin chào, tôi là giáo sư Fomark Dã Man, phụ trách lễ khai giảng năm nay, ông ấy là một giáo sư khoa hiệp sĩ. Sau đó ông ấy tiếp tục giới thiệu, Phần lớn các em đến đây để trở thành hiệp sĩ hoặc pháp sư. Khi các em đến đây thì đều đã có chứng chỉ được đưa đến. Nhưng đừng có mà thùng rỗng kêu to để tôi xem năng lực của các em nào. Sau lời nói của ông ấy, một bảng hệ thống xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Mà Corin cũng nhìn thấy bảng hệ thống của mình. Corin lock hạng Aura 680 thấp, hạng Mama 120 rất thấp, năng lực không rất thấp, hạng trung Rank 6 rất thấp. Nhìn vào mấy cái chỉ số này, Corin chán chả buồn nói. Nhưng chỉ số năng lực của mình cũng sốc ghê. Đợi mọi người quan sát chỉ số của mình xong, vị giáo sư ở phía trên cũng nói: "Các em đang nhìn thứ hạng của mình đấy, đứng trước số trùng với hạng của mình đi, ở dưới chân ông ấy là có các con số từ 1 tới 6." Mọi người nhanh chóng tập trung thành hàng trước số của mình, sau lời nói chúc may mắn của vị giáo sư, tất cả học viên liền bắt đầu biến mất. Mà tại một nơi khác, tất cả các vị giáo sư cũng đang quan sát các học viên. Lứa năm nay có rất nhiều tài năng ẩn lắm đấy, không cần phải đo các em hạng nhất và hạng hai đâu, đợi đến khi chúng ta đánh giá xong các em khác đã. Lời nói này là của một người phụ nữ xinh đẹp, cháu gái của thiên tài kiếm thuật, Alisa Aden. Giáo sĩ của Avelowen, IUN, lính đánh thuê kiếm chế, Ron Wasky, kỹ sư Golem, Granel Luden, và hạng một duy nhất, thiên dạ xoa, Warren. Đứa trẻ đó thế mà lại nhập học hiệu trưởng đang nghĩ gì thế? Bên này một vị giáo viên khác cũng đưa ra ý kiến, có cần phải kiểm tra em những em hạng 6 không? Hạng 5 đã chẳng khá gì, cứ loại thẳng hạng 6 luôn đi. Lời nói của ông ấy khiến cho vị nữ giáo sư này trở nên tức giận, cô ấy bắt đầu vụt soi đen đét. Hiệu trưởng nói là tất cả học sinh đều có quyền học tập, ông dám làm trái ý sao? Hành động này khiến cho ông ấy toát mồ hôi, không còn cách nào khác, vậy thì bắt đầu thôi. Ông ấy búng tay một cái, sau đó liền có một cái tủ rơi xuống trước mặt các học viên, nó chính là tủ vũ khí. Lúc này cũng có một thông báo vang lên, quái vật sẽ tràn vào trong 30 phút, xin hãy xử lý nhiều quái vật nhất có thể. Vậy đây là một bài kiểm tra đưa các học viên vào một nơi trống không và bắt họ đấu với quái vật tùy theo cấp độ, đúng là khó nhằn, Corin lẩm bẩm. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mà cậu cũng bắt đầu chọn lấy vũ khí. Để xem nào, phần lớn học sinh hạng 5 hoặc 6 sẽ chẳng động não gam và chỉ lấy bất kỳ thứ nào họ muốn và phần lớn sẽ là kiếm, kiếp trước cậu cũng làm như thế. Mà lúc này, đám quái vật cũng đã được triệu hồi. Tất cả có ba con sói, chúng là chó săn mình ngắn, quái vật -N k 5 Trước sự xuất hiện của lũ quái vật này, Corin bắt đầu vào tư thế. Kiếm thì rất ngầu đấy, nhưng người ta nói trăm ngày để dùng thương, ngàn ngày để dùng đao, và vạn ngày để dùng kiếm. Đáp án chính là thương, nói xong cậu cũng ném cây thương trong tay mình vì phía bọn chúng. Vậy là một con bay màu ngay lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của đồng bọn. Và trong khi bọn chúng vẫn còn đang kinh ngạc, thì đã có tiếp tục hai ngọn thương lao về phía bọn chúng. Việc này đối với Corin thì dễ như ăn cháo vậy, bởi vì cậu đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Để giết được ba con này, Corin mất khoảng 20 giây, nhưng mà ở kiếp trước cậu ấy thậm chí còn không giết được bọn chúng và bị mấy con chó săn này tiêu diệt, những lần này sẽ khác. Cậu ấy sẽ giết tất cả bọn chúng cho tới khi lên được hạng tiếp theo. Nhưng sau khi đã giết xong lũ sói được 5 phút rồi mà vẫn chẳng có gì xảy ra, chẳng lẽ hệ thống hỏng rồi hả? Mà lúc này trong phòng quan sát, các giáo viên vẫn đang đánh giá các học viên. Chật, chật, giết lũ đó còn chẳng xong thì chúng còn làm được cái cho chống gì nữa. Hồi xưa mình còn giết được mấy con quái vật cấp 5 thì trong vòng 1 phút 22 giây giây. Cấp 5 còn như thế thì mình chẳng mong đợi gì ở cấp 6 cả. Nói tới đây ông ấy liền để ý vào một quả cầu. Mà hình ảnh quả cầu này phản chiếu chính là Corin đang thành thơi ngồi chơi. Cái gì? Lũ quái vật không được triệu hồi à? Chắc là có lỗi rồi. Nói xong ông ta cũng triệu hồi vài con quái vật cho Corin tiếp tục chơi đùa. Nhưng ông ta không biết rằng, ngay khi mình quay đi thì mấy con này lại bị Corin hạ gục ngay lập tức. À, đây là người thành công đầu tiên sao? Mất 7 phút 22 giây giây thôi này. Mình cứ nghĩ cấp 3 sẽ chỉ mất 2, 3 phút thôi chứ. Vậy mà cấp 5 và cấp 6 đang làm gì vậy? Nói xong, khi ông ấy để ý vào quả cầu lai phát hiện Corin đang ngồi chơi, tên khôn đó bị làm sao vậy? Sao cậu ta lại nằm ngáp nữa rồi? Hệ thống hỏng rồi à? Lũ quái vật luôn được triệu hồi mà. Lúc này một người đàn ông to con cũng lên tiếng, "Hỏng hả? Không thể nào, suốt 20 năm nay phép thuật thử nghiệm của cô Josephine chưa bao giờ sai cả. Nhưng mà đáng lẽ ra cậu ta đã bị loại bỏ từ lâu rồi mới phải, rõ ràng là lũ quái vật không được triệu hồi." Người đàn ông to con lúc này bắt đầu nghi ngờ. Anh nhìn thấy lũ quái vật không được triệu hồi à? Không, tôi đâu nhất thiết phải nhìn mấy chuyện đó. Vậy là anh không nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Trời ạ, à, tôi đã bảo nó là lỗi mà. Tôi sẽ triệu hồi lại chúng một lần nữa. Corin nhìn thấy lũ sói này lại xuất hiện thì bắt đầu phát cáu. Từ vừa nãy chỉ toàn là mấy con quái vật này. Chúng mày còn không phải mấy con chó huấn luyện. Vừa nói câu vừa cầm ba cây thương cùng một lúc, rồi ném về phía bọn chúng, tiễn ba con này về trời ngay lập tức. Tất cả chỉ mất 7,3 giây. Cảnh tượng này khiến cho hai giáo viên ở bên ngoài há mồm. Nhìn đi này giáo sư Phô Mác, có chuyện gì vậy? Sao thế? Tốc độ nhanh nhất cậu ghi nhận được của cấp 3 và cấp 4 là gì? Có một tên nhóc tên Gizer làm được trong vòng 3 phút 30 giây giây, sau anh lại hỏi thế? Không có gì, nhìn cậu ta phi thương giỏi như vậy, thì chắc cậu ta là con trai của một thợ săn rồi, vậy thì. Nói xong ông ta liền triệu hồi một con heo rừng, quái vật cấp 4. Nhưng mà chỉ 3,7 giây sau nó cũng nằm sàn ngay sau đó ông ta liền triệu hồi cú gấu, quái vật cấp 3. Con quái vật này thực sự đã có thể chịu đòn lâu hơn một chút. Ngay khi nhìn thấy Corin, nó liền gào lên giận dữ rồi tung một đòn tấn công, nhưng mà đi cậu né được, sau đó Corin thực hiện một đòn đâm vào ngay bên mạng sườn của nó, cây cú vì bị đánh trúng. Nó tung một đòn tấn công bằng tay trái đẩy lùi Corin về phía sau, nhưng mà lúc này cậu cũng kích hoạt ma pháp chủ ngữ của mình, để cho nó thành bánh nướng. Cảnh tượng này cũng bị hai giáo viên ở bên ngoài nhìn, thấy họ kinh ngạc thét lên, ma pháp cổ ngữ. Câu nói này đã thu hút được sự chú ý của các giáo viên khác. Mà ở bên trong trận chiến vẫn tiếp tục, con cú gấu này mặc dù bị đốt bằng ngọn lửa, nhưng mà vẫn còn rất trâu chó, có vẻ như đốt nó bằng lửa không có quá nhiều tác dụng. Nhưng ít nhất nó sẽ hạn chế tầm nhìn của con quái vật. Nhưng cơ hội này, Corin liền lấy đà nhảy lên trên cao, rồi dùng mũi thương xiên thẳng vào đầu nó. Hai người giáo viên bên ngoài thì đã không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Đứa nhóc đó chắc chắn không phải một người cấp 6 bình thường, đáng tiếc là bài kiểm tra với quái vật chỉ có tối đa là quái vật cấp 3 thôi. Lâu lắm rồi mới có một người thú vị như vậy, mình mong chờ tới lúc cậu ta đánh nhau với ác linh quá. Mà người giáo viên nhỏ con lúc này cũng bắt đầu triệu hồi một ác linh để thực hiện bài kiểm tra với ác linh cấp 5. Mà lúc này Corin cũng cảm nhận được chắc chắn đã có thứ gì đó được triệu hồi, nhưng cậu không thể thấy hay nghe được nó. Tất cả là do hình phạt hạn chế tôi không thể cảm nhận hay chạm tới linh hồn, nếu vậy thì nghĩa là cậu ấy không thể chạm vào ác linh. Để chắc chắn điều này hơn, cậu ấy chỉ việc chờ đợi trong khoảng một phút, sau hơn một phút vẫn không có điều gì xảy ra, thì Corin đã biết chắc chắn hạn chế này đã được kích hoạt. Bởi vì không thể chạm tới ác linh, nên Corin liền từ bỏ bài thi này, lúc này cũng có hai bảng thông báo xuất hiện, bài kiểm tra ác linh, hạng 5, hòa, hạng 4, không đạt, hạng 3, không đạt. Bài kiểm tra quái vật, chó săn cấp 5, 7,3 giây, heo rừng cấp 4, 3,7 giây, cu gấu cấp 3, 11 giây. Lúc này trong sảnh tập trung, mọi người đang thi nhau khoe về thứ hạng của mình. Thì Corin liền phát hiện ra một người quen cũ trong quá khứ, anh chàng to con này là Jager Hinch Trong quá khứ anh ta là người đã bắt đầu cuộc chiến với người chơi ở đầu câu chuyện và tên Park si đã giết cậu ta chỉ vì cậu ta chọc tức hắn. Mặc dù Jager kiêu ngạo và có chút chảnh mảng, nhưng ở tuổi đó thì vậy là bình thường mà mà thôi, tên điên đó. Tiếp theo Corin lại đưa mắt về phía một người quen khác, đó là một cậu nhóc nhỏ con, tên cậu ta là Lex, ở quá khứ, cậu ta cũng nhận được cái kết tương tự như Ziger. Lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên khắp đại sảnh. Chào buổi sáng mọi người. Tôi là hiệu trưởng Aerius Casa, để trở nên mạnh mẽ, các bạn đã gia nhập học viện, nơi những người mạnh quy tụ, có vài người đã đủ mạnh, lại có vài người vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Mặc dù tôi không thể đảm bảo rằng các bạn sẽ đạt được những gì mình muốn ở đây, nhưng tôi vẫn mong các bạn có thể tìm ra con đường riêng cho mình ở nơi này. Chúng tôi ở đây để giúp các bạn bước đúng những bước đầu tiên, kể từ bước thứ hai, đó là trách nhiệm của các bạn. Tôi xin hết, chúc các bạn một ngày vui vẻ." Đó là những lời phát biểu quen thuộc của ngài hiệu trưởng, năm quái nào ông ấy cũng phải phát biểu mấy lời kiểu này. Lúc này trong khi đi loanh quanh, Corin tình cờ phát hiện ra Jaeger đang bắt nạt Lex. Đây là một cơ hội cho cậu ấy Vậy nên Corin liền vui vẻ tới khoác vai Jaeger, "Này cậu, hình xăm của cậu ngầu thế, chắc thợ xăm giỏi lắm nhỉ? Nhìn gần vẫn thấy đẹp, hình xăm đằng sau là nhóm máu của cậu đúng không, nên cậu có thể mau chóng truyền máu khi bị thương, cậu chuẩn bị kỹ thuật đấy." Vừa nói, Corin vừa chỉ tay vào hình xăm trên gáy Jaeger. Mà Jaeger nghe xong liền bắt đầu vui vẻ, "Cậu biết nhiều thật đấy, nói thật đây là mẹ tôi xăm cho đấy. Bà ấy là một thợ xăm, chuyên môn của bà ấy là lai work nhưng vì tôi đã nhờ nên bà ấy xem theo phong cách old school. Bà ấy đỉnh thật đấy, cậu còn hình xăm nào nữa không? Mục đích của Corin khi nói ra điều này chỉ là để làm quen thôi, cậu ta đã biết trước hết những thứ này từ kiếp trước rồi. Bởi vì ở kiếp trước, khi mà Jager mất tích, mẹ cậu ta đã tới học viện và nói rằng hình xăm của cậu ta không chỉ là để cho đẹp, mà là vì bà ấy lo cho con mình ở trong học viện. Đúng là trái tim của một bậc phụ huynh. Jager lúc này vẫn tiếp tục ba hoa, tôi có cả ở đây nữa, đây là một chiếc xe ngựa bay, biểu tượng cho học viện Merkaba. Cuối cùng, cả hai cũng bắt đầu làm quen, tiện thể Corin còn kéo luôn cả Lex vào hội nhóm, mà ở phía xa. Alisa cũng chứng kiến được điều này, vậy là cậu ta đã cứu người bạn đang bị bắt nạt của mình, tuyệt thật đấy, có vẻ cậu ta là người tốt. Và đó cũng là cách để Corin để lại ấn tượng tốt với Lex, năng lực của Lex là ghi nhớ thì phải. Vậy là mình đã tìm thấy quyển sách kỹ năng miễn phí rồi, cậu ấy vừa nghĩ vừa nở một nụ cười của ác quỷ. Nhưng mà trong mắt Alisa thì nụ cười này hoàn toàn khác, cậu ta cười cũng dễ thương đấy, cậu ta là người như thế nào nhỉ? Phần lớn cơ sở vật chất của học viện đều được cung cấp miễn phí, cà phê trong đây rẻ hơn bên ngoài và ký túc xá thì cũng được miễn phí. Trong số đó thì cơ sở được đề cử nhiều nhất chính là phòng luyện tập, lý do rất đơn giản, khi dùng phòng này thì những bài huấn luyện bất khả thi cũng thành có thể. Ví dụ như đấu với linh thể, mình không thể nhìn thấy được và đó cũng chính là lý do mà hiện tại Corin đang nỗ lực đánh đấm với mấy con linh thể ở trong phòng. Hành động này của cậu không khiến cho các học viên năm 2 kinh ngạc, nhìn kìa, nhóc năm nhất đó đang dùng linh thể để luyện tập. Thường thì tới kỳ hai mới phải luyện với linh thể, mà chắc nhóc đó nghe đồn nên mới tập cái nà, nghe nói có nhiều học sinh năm 2 còn chẳng thể bắt được linh thể hệ phong nữa cơ. Mà ở trong phòng luyện tập, Corin cũng đang bị con linh thể đập cho te tua, có vẻ điều này vẫn còn quá sớm với cậu ấy. Lúc này Liên có một giọng nói từ phía sau vang lên, "Vậy ra em là nam nhất." Lời nói này là của một người đàn ông to con. Corin nghe thấy lời nói của ông ấy thì vội vàng quay lại, "Chào huấn luyện viên ạ, à. sao em lại đấu với linh thể để luyện thương pháp ạ? À? Em có tự tin mình làm được không?" "Em sẽ làm được." Lúc này Corin cũng có chút lo lắng, "Sao tự nhiên lại tiếp cận mình thế, định làm kiểm tra gì à?" Huấn luyện viên bắt đầu nhíu mày quan sát cậu ấy một lúc, rồi nở nụ cười khen ngợi, "Tinh thần tốt lắm, đây thầy cho em 10 phiếu cơm, làm được rồi thì đến tìm thầy, thầy sẽ thưởng cho em, nói xong ông ấy cũng quay người bỏ đi. Corin cũng thở phào, giật mình, tự nhiên lo lắng làm gì không biết, khen thưởng bằng đồ ăn sao, cũng tốt mà phải không? Giờ thì bắt đầu lại nào. Mà tất cả buổi nói chuyện này cũng được Mariette quan sát. Bên này Corin vẫn đang tiếp tục nỗ lực luyện tập, đương nhiên là vẫn bị linh thể cho ăn hành. Và trong lúc cậu nghỉ ngơi, Mariette liền tiến lại gần đưa cho cậu một chiếc khăn lau mặt có khó lắm không em vâng mệt lắm ạ à. em nghỉ ngơi đi em đã chăm chỉ lắm rồi em chỉ cần làm quen thêm thôi một ngày nào đó em sẽ làm được hãy thử lại lần sau nhé những lời nói của Marius lần theo Corin im lặng cậu ấy không có lần sau lần trước thì có Park Si Hu bọn họ còn có cả cửa sổ người chơi thuốc và sách kỹ năng nhưng lần này chỉ có cái nịt tên khốn Park Si Hu cũng không còn ở đây bởi vì cậu đã giết chết tên đó nên giờ cậu phải là một mình vì vậy nên cậu phải trở thành người mạnh nhất. Nghĩ tới đây, cậu liền nói lời cảm ơn đối với Mariette, rồi tiếp tục lao đầu vào luyện tập. Đầu tiên mình phải xác định giới hạn của bản thân, có thể là hơi quá, nhưng mình phải kiểm tra năng lực của mình là thế nào so với quá khứ. Sau đó cậu bắt đầu bung ra tất cả những tuyệt kỹ mà mình có thể thi chuyển được ở hiện tại, vừa luyện tập, cậu cũng vừa suy nghĩ, mình không có cơ thể mạnh mẽ, cũng chẳng có ma lực hay là aura, thông tin về Park và tương lai cũng chỉ là vô dụng khi đối mặt với quái vật và mấy tên thiên tài này, nhưng để đối đầu với quái vật và thiên tài, thì mình phải chăm chỉ hơn ai hết, mình chỉ có cách đó thôi, ba năm qua sẽ không phản bội mình. Và sau bao nhiêu cố gắng, Corin cuối cùng cũng hạ gục được con linh thể này trong ánh mắt kinh ngạc của Mariette. Mạnh mẽ, xuất sắc, những từ đó không hề phù hợp với cậu ấy, Mariette kinh ngạc đến nỗi không thốt ra nổi lời nào. Thứ mà cô ấy thấy là một con người với những nỗ lực và cố gắng tuyệt vời. Cậu ấy tuyệt quá, đó là những gì cô ấy nghĩ. Mà Corin bên này thì chỉ được vài giây ngầu lòi trên không, sau đó thì liền rơi thẳng xuống đất. Marius vội vàng hỏi, em có sao không, hậu bối. Corin lúc này thì cả người co giật, mình làm quá sức rồi, ít nhất thì với cơ thể này là thế. Ngày hôm sau, lúc này Marius lại xuất hiện trước mặt Corin. Kể từ ngày hôm qua thì cô ấy có vẻ chú ý tới Corin nhiều hơn. Chào em hậu bối, hôm nay chị sẽ giới thiệu các cơ sở vật chất của trường cho các em. Đây là niềm kiêu hãnh của trường chúng ta, và còn đây là... Trong khi cô ấy vẫn đang thành tâm giới thiệu, thì Corin lại chẳng để tâm chút nào, mà trong lòng cậu lúc này đang suy nghĩ vấn đề khác, để chiến đấu đàng hoàng thì cơ thể là quan trọng nhất. Để nâng thể chất lên mà không cần dựa vào thuốc của Park si thì chỉ có một cách thôi, đó là sử dụng lời gian, đừng làm ngơ trước nỗi bất hạnh của người khác. Và mục tiêu để cậu thực hiện điều này chính là lách. Thế là Corin liền lân la lại chào hỏi, chào bạn nhá, muốn đi ăn với tôi không? Tự nhiên có một tên đến ôm vai bá cổ, nhiệt tình với mình như vậy làm cho Lách hơi sợ. Nhưng khi nghe Corin nói về mấy từ, sách ma chú, thì cậu liền thay đổi sắc mặt. Còn về sách ma chú, nói đơn giản thì nó là một cuốn sách kỹ năng, một cổ vật mạnh cho phép bạn có được ma pháp hay đặc tính nào đó chỉ bằng cách đọc. Thư viện của học viện Mơ Ca có kích thước bằng cả học viện, nó lưu trữ và truyền lại kiến thức cho con cháu đời sau nhưng mà đừng quan tâm tới mấy lời vớ vẩn đó. Thực ra thì chỗ này dùng để giấu sách ma chú, và lúc này, cả hai cũng đang bắt đầu tìm kiếm trong cả núi sách này. Vì sợ lách không tin, nên Corin cũng phải bốc phét thêm chút, giấu cây thì phải giấu trong rừng, không phải sao. Lách học hành rất chăm chỉ, là một học sinh gương mẫu con nhà người ta, cậu ta nhớ hết các loại ma thuật và ghi lại trong sổ của mình. Tất nhiên dù trong đó có bao nhiêu thần chú thì dùng hết được vẫn là rất khó, nếu cấp và cấp mana quá thấp, thì dù có giỏi lý thuyết cũng không thể làm gì. Nhưng nếu có sách ma chú thì đó lại là chuyện khác. Sau một hồi tìm kiếm, thì cuối cùng Corin cũng tìm được lối vào, ngay khi cậu ném một quyển sách xuống, thì bỗng nhiên giá sách ở phía sau liền dịch chuyển để lộ ra một lối vào bí mật. Lách thì há mùng không hiểu tại sao tên này lại có thể tìm ra được. Sau đó cả hai cùng nhau bước vào, con đường này đầy u ám khiến cho Lách hơi sợ, lúc này Corin đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại nói. Lách, đã đến lúc cậu thực hiện lời hứa rồi, cậu phải làm tốt đấy nhé. À được, cậu muốn tôi giúp cậu chống lại ác linh phải không? Nhưng mà tôi phải làm gì, nhưng mà chưa đợi lách nói hết câu, thì Corin đã đấm thẳng một phát vào hàm cậu ta. Nhìn cậu bạn vừa bị mình hạ gục ở dưới đất, Corin bắt đầu để lộ ra gương mặt ác quỷ, he he, bắt đầu thôi chứ. Giờ thì kế hoạch của cậu mới bắt đầu, vốn dĩ Corin tới đây để cứu lách và cũng tiện thể hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Nếu bắt được ác linh ở đây Corin có thể nhận được mạnh ẩn mà mình muốn, nhưng có một vấn đề, là ở đây tồn tại một ác linh siêu mạnh, đó là dị ác linh, công tước Cebansia. Bởi vì ông ta bá quá, nên đây trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Sao mình không được bắt một con bình thường, mà cứ phải bắt dị ác linh chứ nhỉ? Ông ta là một vị tổng tư lệnh từng chỉ huy phương nam 800 năm trước, đòn tấn công siêu mạnh của ông ấy khiến cho hầu hết người chơi mất mạng ngay khi nhiệm vụ bắt đầu. Đương nhiên là Corin thì không nằm trong số đó, đó là bởi vì hạn chế không thể nhìn thấy linh hồn nên đòn tấn công của vị công tước không có tác dụng với cậu ấy. Đương nhiên thì bản thân cậu cũng không thể nhìn thấy ông ta. Mấy cái đòn tấn công này liên tục đi xuyên qua cơ thể Corin khiến cho vị công tước cảm thấy lúng túng. Lúc này Corin cũng lên tiếng, ngài công tu ô, xin lỗi nhé, nhưng tôi không thấy ông đâu, hay ông nhập vào thân xác của tên này đi. Vừa nói cậu cũng vừa ôm cơ thể của Lech lên, hóa ra mục đích ban đầu của cậu chính là thế này. Ở thế giới này có nhiều nhân tố khác nhau, đây là một nhân tố biến người thường trở thành bá nhân như ma cà rồng hay người sói một ngày nọ công tước sebanca đã thức tỉnh trở thành ma cà rồng và giết người hầu của mình mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản năng của ma cà rồng nhưng ông ta vẫn thất bại cuối cùng sợ rằng sẽ giết cả vợ và con gái mình công tước phải đưa tất cả gia tộc đi nơi khác và đóng cổng thành để tránh một cuộc thảm sát ông ta dùng ma thuật để phong ấn bản thân trong một cuốn sách chính là quyển sách ma thuật trong thư viện này đó chính là lời giới thiệu về vị công tước và bây giờ thì ông ta không do dự mà nhập hồn vào cơ thể Lex. Mà ngay khi chiếm được quyền kiểm soát của cơ thể Lex, ông ta liền phát điên lên mà lao vào tấn công Corin. Nhắm thẳng vào mình luôn à, do ông ta là ma cà rồng bị kích thích gì đó, rồi bỗng dưng bị phát điên sao? Nhìn Lex lao tới, Corin vẫn rất bình tĩnh, lý do để cậu chọn Lex đó chính là bởi vì khi cậu ta bị một dị ác linh như ngài công tước chiếm hữu, cậu ta có thể bộc phát tối đa sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân, học viên gương mẫu Lex nhưng mà một con mọt sách như cậu ấy sẽ có chỉ số sức mạnh vật lý thấp đến đáng thương. Đây chính là lý do tại sao ngay khi mà Lách lao đến, đã bị Corin đấm cho một phát nằm đất ngay lập tức. Ừ thì mình cũng rất thương Lách, nhưng đây là chiến lược tối ưu nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mà bây giờ mình giết Lách khi đang bị chiếm hữu linh hồn, thì mình có thể lấy được vật phẩm cấp cao nhất như áo choàng công tước hay giáp ma cà rồng chẳng hạn. Chúng đều là vật phẩm mà Park si hu từng dùng, chúng đóng vai trò lớn trong vụ việc sẽ xảy ra trong tương lai nhưng mà cậu khác tên khốn đó nên cậu sẽ dùng một cách khác ngài công tước ngài không tò mò về vợ ngài công tước luina và cả con cái ngài công tước cecilia sao những lời nói này của cậu thực sự khiến cho ông ta bình tĩnh lại sau đó corin ngồi xuống rồi nói tiếp rồi chuyện họ sống thế nào sau khi ngài bị phong ấn thế rồi cậu bắt đầu kể cho ông ta nghe nhiều chuyện về việc vợ ông ta đã qua đời thế nào sau khi rời thành và con gái của ông ấy đã trở thành thám hiểm gia tài giỏi như thế nào Cô ấy đã đi vòng quanh thế giới ra sao? Ngài thấy sao, có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Colin nói ra những lời này bởi vì cậu ta cũng có một gia đình mà mình yêu thương trên thế giới, vậy nên cậu ấy muốn linh hồn đáng thương này được ra đi thanh thản. Nghe được những lời về vợ và con gái mình đã làm cho ông ấy cảm động, xin lỗi vì đã xông vào cậu nhé, cảm ơn cậu đã kể cho tôi biết. Trước những lời nói này, Colin chỉ cười nói, không sao, tôi cũng không bị đánh trúng mà kể cả có thì cú đánh của lách cũng yếu xỉu. Sau đó, trước khi ông ấy thăng thiên thì cả hai bắt đầu nói chuyện rất lâu. Cuối cùng là những phần thưởng mà Corin nhận được. Sử thi, cho tàn linh hồn, cho tàn linh hồn của dị ác linh, công Sebansia. Grimoire, sách ma thuật, cuốn sách từng chứa linh hồn bị phong ấn của công tước bên trong, có các dị năng và bùa phép, nếu bạn đọc bạn có thể học được chúng. Bạn đã nhận được kỹ năng mới, chiến binh kiên trì và tái sinh chiến binh kiên trì và tái sinh cũng như một chiến binh không mất đi ý chí chiến đấu chỉ cần bạn vững chí cơ thể bạn sẽ tiếp tục hồi phục đây là một kỹ năng mà tên khốn họ bắc kia có trong quá khứ nhưng mình không biết nó hồi phục tới mức nào vì hắn có thực sự bị thương bao giờ đâu mà bên này lách cũng từ từ tính lại cậu tỉnh rồi à đừng vui, vừa rồi có một ác linh đã chiếm hữu cơ thể cậu tại sao bị chiếm xác thì cầm lại đau nhỉ câu hỏi này khiến cho corin giật thót tôi cũng không biết chắc thế Trời ạ, à, muốn nói dối thì đừng có thêm câu chắc thế vào. Sau đó Corin cũng đưa cho lách một quyển sách ma thuật, "Đừng nói nữa, nhận cái này đi." "Là một cuốn sách ma thuật sao? Tôi được lấy thật hả?" lách khó tin hỏi lại cho chắc. Mà lý do Corin chọn lách là bởi vì thi thoảng cậu ấy muốn thấy cách một người nỗ lực để nhận lấy phần thưởng. Sau đó một thông báo cũng hiện lên, "Nhiệm vụ: Đừng thờ ơ trước bất hạnh của người tốt. Hoàn thành nhiệm vụ của công tước Sebancia, độ khó B, phần thưởng" 80 điểm được phân bố đồng đều, không thể xem thông tin chi tiết. Thông báo này khiến cho Corin ngỡ ngàng, mình được 80 điểm á, trong trò chơi này mỗi lần thăng cấp sẽ nhận được 5 điểm chỉ số, vậy thì con số này phải tương ứng với thắng cấp 16 lần. Mình còn không thấy thông báo tăng cấp, tức là phần thưởng cấp 1 chỉ là 80 điểm, chẳng lẽ để đền bù cho việc mình không thể tăng trưởng chỉ số trực tiếp. Nhưng mà tận từng này kinh nghiệm thì, điều gian nhiệm vụ, đừng thờ ơ trước bất hạnh của người tốt. Điểm chỉ số 40 Thưởng phân phối đồng đều x2, Corin Lock đã không thờ ơ trước sự bất hạnh của Lacherman. Điểm chỉ số 40, thưởng phân phối đồng đều x2, Corin Lock đã không thờ ơ trước sự bất hạnh của công tước Sebastian. Ngày hôm sau, tại phòng huấn luyện thể lực, Marias đang vui vẻ phát khoai tây cho mọi người và khi thấy Corin thì cô ấy liền chạy tới bắt chuyện, "Hôm nay em lại định bắt linh thế nữa à?" "Vâng." "Chị tin em làm được, hậu bối, chị sẽ cổ vũ cho em." Cô ấy tươi cười nói với Corin. Cảnh tượng này khiến cho mấy tên được giữa lớp trên nghiến răng. Mariette, sao mà một thằng nhóc năm nhất hạng năm bắt được Linh thể chứ? Tôi chăm chú lắm rồi nhưng hôm qua tôi có thất bại. Đừng gieo hy vọng cho cậu ta nữa. Tên nhóc lính mới, cứ lôi kéo sự chú ý của Mariette là sao? Nhưng trước những lời nói này của họ, Mariette vẫn rất tự tin. Và sau đó, họ liền mở một bàn cá cược. Vậy tôi cá hai đồng vàng cho hậu bối sẽ thành công, tôi cá 70 đồng bạc cậu ta thất bại. Mấy lời kiểu này liên tiếp vang lên, Corin thì đến chịu đám người này, sao lại lấy tôi ra để cá cược vậy? Tôi chỉ muốn luyện tập thôi mà. Sao cũng được, cứ tập trung đã. Mình đã có chỉ số từ việc giúp ngài công tước Thăng Thiên, nên chắc chắn mình có thể bắt được nó. Nhưng chính mình cũng không biết mình mạnh tới mức nào rồi, cứ thử từ những con cơ bản yếu nhất đã. Nói xong cậu cũng vào tư thế rồi, thực hiện cú đâm cự xà bộc phát. Kỹ thuật cậu ấy dùng để đánh bại linh thể trước đây là cú trường của rắn. Trong số các họa xà ý, kỹ thuật này khá khó. Vậy nên dùng chiêu cơ bản nhất trong các chiêu cơ bản, cự xa bộc phát, có lẽ một nhát cũng khó mà hạ được nó. Đấy là cậu ta nghĩ thế thôi, ai rẻ đúng một chiêu mà con linh thể đã banh màu ngay lập tức. Mà cảnh tượng này cũng khiến cho mấy con bạc ở phía dưới há mồm, chỉ đúng một đòn thôi à, cự xa bộc phát đạt tới cảnh giới đó sao? Mà không chỉ mấy tên này ngạc nhiên, đến ngay cả Corin cũng không thể tin nổi, mình mạnh tới vậy cơ à. Marias lúc này ở phía sau cũng lên chúc mừng, hôm qua em đã thành công với ba chiêu nhỉ? lần này em đã làm được chỉ với một đòn. Mấy lời nói của cô ấy khiến cho Corin ngạc nhiên, gì đây, hẳn hôm qua chị ấy đã chứng kiến tất cả. Không, quan trọng hơn, một pháp sư có thể nhìn ra hoa xà ý bằng mắt thường, kiểu thị lực vô lý gì vậy. Trong lúc Corin vẫn còn đang suy nghĩ thì Mariette liền đưa cho cậu một túi tiền, à đây, phần của em. Nhờ có em mà chị cũng kiếm được chút, dĩ nhiên là nên để cho em một phần rồi, phần của em á, sao em không thích hả? Đương nhiên là thích rồi, Ai lại chê tiền bao giờ đâu, mắt của cậu ấy cũng biến thành hình đồng tiền. Mariette, chị thật là thông minh, tương lai cứ thế phát huy nhé. Vào buổi tối, Corin lúc này lại ngồi suy nghĩ lung tung. Kiếp trước cũng vậy mình nỗ lực chiến đấu để cho chút võ thuật cho bản thân. Giờ cũng thế, mình sắp gần đến bước thứ 5 trong 6 bước chạm tới giác ngộ rồi. Đường còn dài, nhưng thương pháp của mình tiến bộ nhanh hơn tưởng tượng. Vậy nên mình không lo đến vậy, vấn đề là ma thuật cổ ngữ lúc này corin cũng viết một ký tự lên trên hư không ngay sau đó có một thông báo bạn thiếu mana xuất hiện đây chính là vấn đề mà cậu đang gặp phải ở kiếp trước cậu cũng không thể luyện được hoàn toàn vì ma thuật cổ ngữ cần một lượng mana khổng lồ nên nếu cậu ấy luyện được thì chắc chắn còn mạnh hơn kiếp trước rất nhiều mình nên suy nghĩ kỹ hơn và trong lúc cậu đang đi về phòng mình thì liền có một giọng nói vang lên ngươi giọng nói này làm cho cậu ấy dùng mình corin nhận ra giọng nói này dù cho cậu ấy có trau chuốt thương pháp và thông thạo ma thuật cổ ngữ tới mức nào, thì người mà cậu ấy không thể đánh bại đã xuất hiện ở học viện này. Nữ nhân duy nhất ngay cả Park si Hu cũng không thể giết nổi, là một trong những thế lực mạnh nhất trong huyền thoại anh hùng Ahan. Kẻ phá vỡ sự cân bằng khét tiếng, thiên dạ xoa, Waran. Lúc này Corin đang lo sốt vó, sao cô ta bỗng dưng xuất hiện ở đây, lại còn nói chuyện với mình nữa. Không biết lý do là gì nhưng cứ kệ cô ta rồi đi thôi, mình không thể xử lý quả bom này được. Ngay khi Corin định bỏ đi, thì cô ấy lên tiếng lần nữa, "Ngươi đã bị hợp nhất, ta không nghĩ ngươi là chủ nhân cơ thể đó." Lời nói này khiến cho Corin tái mặt, sao cô ta biết mình đã chiếm hữu thân xác này? Sau đó Corin cũng suy nghĩ về Waran, một cơ thể với hai linh hồn, một con người và một ma vật cùng tồn tại, sự tồn tại của Waran chính là một sự nghịch thiên. Người ta nói rằng con mắt âm dương của những người đang ở ranh giới sinh và tử có thể nhìn thấy màu sắc của linh hồn, có khi việc cô ấy không nhận ra còn kỳ lạ hơn. Warren bên này dùng ánh mắt phán xét nói tiếp, "Nó thế nào? Cảm giác khi nghiền nát và nuốt chửng linh hồn nguyên bản đó như thế nào?" Trước câu hỏi của cô ấy, Corin vô tư trả lời, "Tôi không biết." Ở kiếp trước, cậu ấy cũng rất phiền muộn vì điều này, Corin Lock và cậu ấy liệu có phải là hai người khác nhau? Thật sự liệu ký ức bị đồng hóa là của Corin Lock chứ không phải ký ức của cậu ấy sao? Nếu vậy thì một tôi đã học theo học ở trường trung học Nam Sinh, trường cao học Nam Sinh chuyên ngành động lực học dòng quân sự kia là ai? Đó là một câu hỏi đã làm phiền cậu rất nhiều, nhưng Waran ở trước mặt thì khác. Cô ấy nhận ra rằng cơ thể đó là nguyên bản, nhưng chủ nhân thật sự của cơ thể đó lại không phải là Corin. Ngươi chỉ là một kẻ trộm đã chiếm đoạt nó thôi, ngươi không có quyền quản lý cơ thể đó. Ở một khu phố cạnh quê hương của tôi, có một gã cứ hễ nổi giận là biến thành người khổng lồ xanh, tên anh ta là Brooks, cô có biết hắn không? Điều buồn cười hơn là hai nhân cách trái ngược này lại ghét nhau, thế nào, rất thú vị đúng không? vì họ giỏi nhưng mà khác nhau. Vừa nói Corin còn vừa chỉ chỉ vào đầu mình. Mấy cái hành động này làm cho Waran khó hiểu. Dù sao thì ý tôi muốn nói là, dù có linh hồn nguyên bản hay mới hình thành, cả hai đều có tính cách khác nhau, và chả phải đó là cách họ cùng tồn tại không phải sao? Dù muốn hay không, chúng tôi đã được sinh ra trong một cơ thể rồi, vì khi được sinh ra thì không ai có tội cả. Những lời của Corin làm cho Waran hơi im lặng một chút rồi, cô ấy bắt đầu nói. Trên thế gian này có những kẻ được sinh ra chính là một điều tội lỗi rồi." Corin biết rõ nỗi khổ tâm của cô ta khi nói như vậy, chỉ là bây giờ liên quan tới con người này quá nguy hiểm. Sau đó cậu cũng chào tạm biệt cô ấy, rồi quay người bỏ đi. Ngày hôm sau, Corin dậy rất sớm, lý do duy nhất khiến cậu ấy rời khỏi ký túc xá trước khi có thể nghe tiếng chim hót, đó chính là vì bảng nhiệm vụ. Thông qua sự ủy thác lớn nhỏ ở đây để giúp bản thân tăng cấp cho những vụ chính tiếp theo, có nghĩa đây là sự cần thiết cho tiến trình phát triển cơ mà mục đích của cậu ấy không phải là tăng cấp nên cũng không cần phải quá là kén chọn corin chỉ muốn thử nghiệm một thứ gì đó nhưng mà điều quan trọng hơn là tại sao alisa cũng ở đây và cô ấy lại xem chăm chú đến như vậy chứ giờ nghĩ lại thì mình không có nhiều thông tin về alisa ở kiếp trước tên park sihu khốn kiếp đó đã giết cô ấy và giờ ký ức của mình đã khác so với những gì mình đã thấy trong trò chơi cứ đứng lâu quá thì cũng thấy ngượng ngùng nên corin bắt đầu lên tiếng chào hỏi alisa aden Nghe thấy lời chào hỏi của Corin, Alisa vội vàng đáp lời lại, "Xin chào." Vừa nói cô ấy còn vừa cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng. Lúc này Corin mới hỏi, "Mới cái cuối tuần đầu tiên mà cô đã nhận nhiệm vụ rồi sao? Không phải là cấp 2 thì không cần gấp gáp về thành tích à?" "À, tại vì tôi cần tiền ấy mà." Alisa trả lời. "Hả? Chẳng phải cấp 2 sẽ được hỗ trợ tiền hoạt động khá nhiều sao?" Alisa nghe được câu hỏi của Corin thì cô ấy bắt đầu khóc rồi, "Họ nói sẽ không cấp cho tôi." vì mức thu nhập của gia đình tôi nằm trong top 10% của vương quốc. Cuối cùng Corin cũng hiểu ra vấn đề, điều này cũng giống như hệ thống học bổng của Hàn Quốc, những người có xuất thân từ gia đình giàu có sẽ không nhận được khoản hỗ trợ nào. Tóm lại thì nhà giàu đừng có mà đòi tiền của nhà trường, tự đi mà đóng. Nhưng mà đáng tiếc cho Alisa, vì gia đình cô ấy theo chủ nghĩa nuôi thả, nên cô ấy phải tự mình kiếm tiền sinh hoạt ở mức tối thiểu, cho dù cô ấy có cầu xin thế nào đi chăng nữa. Nghe vậy thôi là Corin biết tình hình của cô ấy hiện tại là không su dính túi rồi, vậy nên cậu liền bắt đầu gợi ý cho Alisa một nhiệm vụ. Nếu cô cần tiền ngay thì nhiệm vụ tuần tra thế nào, nhiệm vụ này sinh tiền khá tốt đấy. Nghe được từ sinh tiền nhanh thì mặt cô ấy hớn hở, thật sao, họ sẽ chấp nhận lên tới ba người chứ, cậu có muốn chúng ta làm cùng nhau không? Không được rồi, tôi có việc khác phải làm. Mà lý do cậu từ chối là bởi vì Corin muốn dành ngày cuối tuần quý giá này để làm nhiệm vụ, và nó phải là nhiệm vụ dễ hòa thành và giúp tăng chỉ số. Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên sẽ là tìm con mèo tên là Nabi. Tìm mèo lạc, tên Nabi, 2 tuổi, đặc biệt dễ thương, không nghe lời, phí cảm ơn, 5.000. Điểm kinh nghiệm và phần thưởng đều ít, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì mục đích của cậu là một điều răn, nếu cứu và trả lại con mèo Nabi suýt bị quái giết chết. Cậu ấy có thể ngăn chặn sự bất hạnh của người chủ khi bị mất thú cưng và rơi vào trầm cảm, và như kết quả, khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, một thông báo đã hiện lên. Thực hiện nghĩa vụ, bạn đã không thờ ở trước nỗi bất hạnh của Anna Macmillan, độ khó e, phần thưởng, 5 điểm được chia đồng đều. Vừa nhìn thấy thông báo này là Corin cười không ngậm được mồm, tuyệt, quả nhiên điều dân có tác dụng, như vậy ngay cả những nhiệm vụ nhỏ cũng sẽ giúp mình tăng được rất nhiều chỉ số. Nụ cười của cậu ấy khiến cho cô bé bên cạnh sợ chết khiếp. Tiếp theo vì hai chữ chỉ số này mà Corin không từ thủ đoạn và liêm sỉ, từ giúp người bị bắt nạt, cho tới phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng lúc này, đột nhiên Corin nhớ ra có một nhiệm vụ còn quan trọng hơn cả chỉ số, cậu ấy thậm chí còn ghi chú trước khi ra ngoài ngày hôm nay. Mà cùng lúc này tại một cửa hàng nào đó, có một ông già cơ bắp đang phát điên lên, cái này cũng không phải, mình đã làm một nước sốt được tạo từ hơn 10 nguyên liệu như tỏi, cà rốt, ớt, nhưng mà thứ nước sốt làm thỏa mãn nguyện vọng của mình là khiến mọi người ăn được món gà ngon dù đã nguội, mình vẫn chưa thể làm được nó và trong lúc ông ấy vẫn đang đau đầu suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên thêm mạch nha vào. Vấn đề của ông sẽ được giải quyết, ha ha, được rồi đi đây. Ông già thì bắt đầu khó hiểu, không biết tên điên này chui ở cái xó nào ra, làm gì có thằng đần nào lại thêm vào mạch nha chứ, mặc dù nói vậy nhưng mà ông ta vẫn thêm vào thật. Khoan đã, hương vị này chính là nó. Từng tiếng gào thét vui mừng vang ra từ tòa nhà và đây cũng chính là nhiệm vụ mà Cory nhất định phải hoàn thành thế giới này nếu không có gà tẩm gia vị thì thật hỗn loạn mà. Lúc này một thông báo là hiện lên, thực hiện nghĩa vụ, không thờ ơ trước nỗi bất hạnh của Iun g -E do, độ khó, e, phần thường, 5 điểm phân phối đồng đều. Thông báo này khiến cho Corin chố mắt, cái gì thế này, cái này vẫn có tác dụng với điều gian sao, mình chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng cá nhân mà thôi. Tuyệt vời, đúng vậy, người làm gà rán tẩm vị thì không có lý gì xấu xa cả. Nụ cười của cậu ấy thì đúng là trời sinh phản diện, không đi làm phường trộm cướp thì quá là phí phạm nụ cười này. Mà trong lúc cậu đang cười như lên cơn điên giữa đường phố, thì Waran ở trên mái nhà đã quan sát được tất cả mọi thứ. Đúng là một con người kỳ lạ, đó là những gì mà cô ấy nghĩ. Đồng thời lúc này phía sau cô ấy cũng xuất hiện một cánh cổng, rồi một nữ giáo sư bước ra từ đó, "Em ở đây à? Tôi đã để em yên vì em đã không rời khỏi thành phố, nhưng ít nhất cũng phải nhận được giấy phép thì mới đi ra ngoài chứ." Nhưng mà Warren không để ý tới lời nói của vị giáo sư mà chỉ quay đầu, sau đó cô ấy nhớ về những lời nói mà Corin nói với mình hôm trước. Vì sinh ra không có tội gì cả, đó là một điều hạnh phúc. Sau đó lại một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô ấy, mày, đáng lẽ mày không nên được sinh ra. Hai hình ảnh này sẽ đại diện cho những nút thắt và những bước ngoặt trong cuộc đời của cô ấy. Vài ngày sau, tại bãi săn. Hôm nay tất cả những học sinh năm nhất đều được tập trung tại đây bởi vì nơi này sẽ diễn ra buổi đánh giá dựa trên kỹ năng sinh tồn của họ tại bãi săn này. Nếu đến được túp lều ở cuối phía bắc của khu rừng, các bạn sẽ được thông qua tạm thời. Hãy đeo lên băng tay ứng với cấp bậc của mình, các bạn sẽ cần trả lại nó tại lều ở điểm đích. Các bạn sẽ nhận được điểm dựa vào thời gian các bạn đến đích cùng với chiếc băng tay đó và phần thưởng bạn nhận được sẽ tương ứng với số điểm bạn có. Trong lúc bị giáo sư đang tuyên bố nhiệm vụ thì Corin lại ngồi quan sát, quả nhiên Waran không xuất hiện. Dù sao thì Waran cũng không được tham gia vào các buổi thực hành đánh giá, có lẽ là ở vấn đề công bằng bởi vì cô ta quá là ao trình. Lúc này liền có một tiếng gọi cậu ấy vang lên, Corin, lời nói này là của Alisa. Nghe vậy nên Corin hỏi thăm cô ấy, Alisa, nhiệm vụ đã thực hiện tốt chứ? Vâng, nhờ anh mà tôi đã kiếm được chút tiền sinh hoạt, thật may mắn vì nó đã có ích. À, cô ăn kẹo không? Tôi định mua cho em gái nhưng mà ngọt quá nên không thể ăn nổi, Nhìn thấy viên kẹo này là hai mắt Alisa sáng lên, sao cơ, kẹo bom mật ong. Tôi có thể ăn thứ quý giá này sao? Đó chỉ là một viên kẹo thôi, con nhà giàu như cô ấy mà đã đi đến cái bước đường như thế này sao? Ừ phía trên, giáo sư Josephine cũng tuyên bố bài kiểm tra bắt đầu, sau đó cô ấy chỉ cần vụt roi một cái, đã tạo ra một ma pháp trận phía trên đầu mọi người. Corin vẫn rất ấn tượng với cảnh này, mình đã thấy vô vàn pháp sư, nhưng việc sử dụng phép thuật không gian cho số lượng người như thế này. Quả nhiên chỉ có bà Josephine mà thôi, vẫn mãi như xưa nhỉ đại ma pháp sư. Sau đó, cậu cùng với những người khác đều bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới một nơi này trong rừng. Mà ngay sau đó, liền có những tiếng vũ khí va chạm vang lên, vừa mới bắt đầu đã đánh nhau rồi sao. Bãi săn là một sự kiện quan trọng, mà đến cả những người kỳ cựu cũng phải thử lại vô số lần. Đây là hệ thống Battle Royale mà bạn được bắt đầu ở các vị trí ngẫu nhiên, và phải giành lấy găng tay của đối phương để tích lũy điểm, mà lúc này, trên đường di chuyển, Nhìn thấy đám người này đánh nhau thì Corin rất là vui mừng. Đúng rồi, quyết đấu thật mãnh liệt đi nhé. Tôi không có hứng thú với mấy người đâu. Người nguy hiểm nhất lúc này là Alisa cấp 2 cùng với băng tay màu xanh. Hiện tại Waran không có ở đây, chỉ cần mình xử lý được Alisa. Đám còn lại chả khác nào mớ điểm miễn phí. Alisa à, có thể cô không biết nhưng tôi đã đặt một cổ ngữ truy tìm vào viên kẹo mà cô ăn. Cổ ngữ này sẽ đảm bảo việc chúng ta gặp lại nhau. Sau đó Corin thể hiện ra gương mặt sát nhân của mình. Tôi biết ngay không có chuyện ngon ăn thế mà, vì chút ít điểm mà cậu ấy đã bán rẻ đi niềm tin của người đồng đội. Nói đến đây, cậu ấy cũng bay như tên lửa tới chỗ Alyssa. Alisa. Alisa, Alisa à. Mà lúc này ở bên ngoài, Josephine cũng nói với hiệu trưởng rằng mình sẽ đi vào rừng. Mặc dù các giáo sư được bố trí ở khắp nơi, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Sau đó, cô ấy đột nhiên giật mình nhận ra điều gì đó. Khoan đã, nghĩ lại thì đứa trẻ đó đâu rồi? Hiệu trưởng lẽ nào ngài Ta không hề đưa nó đến, là nó đã tự tới đó, là em ấy tự đến sao? Phải, ta nghĩ trái tim em ấy đã có sự chuyển biến nào rồi. Tội nghiệp cho Corin vẫn đang ảo tưởng rằng mình vớ được mùi ngon, nhưng mà đâu ai biết rằng người mà cậu cho là nguy hiểm nhất đã bám theo cậu ấy từ bao giờ bao giờ. Hy vọng chủ tịch không bị bay màu. Mà lúc này ở trong rừng, Alisa cũng gặp khó khăn, kẻ nhắm tới cô ấy không chỉ có mình Corin thôi đâu. Tại sao các người lại hành xử như thế, không tự thấy hèn hạ sao? Bao nhiêu người tấn công một mình tôi. Lúc này dưới chân cô ấy đã có một vài người bị đánh gục, một tên trong số đó còn tự nhận hèn hạ là sở trường của bọn chúng. Mà lúc này ở phía sau cô ấy, có một tên nhân lúc Alisa không để ý, liền tiến lên đánh lén. Con quái vật này, mau khoanh tay chịu trói đi. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị tung chiêu, thì từ đâu bay tới một hòn đá đập vào phần e, khiến choáng phọt cả cơm ra ngoài. Mà khi Alisa thấy người cứu mình là Corin thì vô cùng vui mừng cậu đến cứu tôi sao? Quả nhiên cậu là người tốt. Alisa, đẹp quá. Câu nói này của Corin khiến cho cô ấy ngơ ngác. Tôi nói là đẹp quá, cái bằng tay màu xanh ấy. Vừa nói cậu ấy vừa bắt đầu tấn công, gương mặt cậu ấy cũng biến thành sát nhân điển hình rồi. Alisa thì tức tới phát khóc. Corin, tôi đã tin tưởng cậu vì cậu cho tôi viên kẹo nên tôi nghĩ cậu là người tốt. Alisa là một hiệp sĩ cấp 2 và thuộc trường phái võ thuật thuần túy khả năng phòng vệ đặc biệt có lẽ chưa ở trạng thái có thể sử dụng thành thục. Nếu xét về sức chiến đấu của một người thì ở cấp 2 trung cấp, vì thế, cô cũng sẽ trở thành một người tốt khi trao chiếc băng tay cho tôi đấy, vừa nói Corin vừa nở nụ cười đe dọa. Mặc dù khi so sánh cô ấy với chị gái mình, một thiên tài thực sự, thì cô ấy vẫn không bằng được, nhưng mà Alisa vẫn là một người tài năng được xếp vào top 1%. Cô ấy người vừa dễ dàng đánh bại 7 thành viên của hội học sinh cấp 3 và 4 khi nhìn thấy Corin, một hiệp sĩ cấp 5, cô đã tỏ ra mất cảnh giác, tất nhiên rồi, cho đến 30 giây trước. Alisa bắt đầu nhăn mặt trước những đòn tấn công như vũ bão của Corin. Gì đây, cậu ta mạnh quá, áp sát ở cự ly rất gần. Kết hợp luồn lách cùng tấn công ở cự ly xa, cậu ta đùa giỡn, phản công và gây áp lực liên tục. Nhưng không có nghĩa là không có kẽ hở nào cả. Nhịp thở của cậu ta có sự khác biệt một cách kỳ lạ giữa lúc chuyển đổi tư thế đâm và chém. Nếu nắm bắt được khoảng cách đó thì mình sẽ có cơ hội phản công nhưng cô ta bị Corin quay như quay dế. Kẽ hở vừa rồi là Corin cố tình để lộ ra, nếu chỉ dựa vào tài năng mà không chịu thực chiến, thì cũng không ăn thua đâu. Tiếp đó cậu bắt đầu xoáy cây thương trong tay mình, chiêu thức này gọi là nã, nó có tác dụng chấn áp khí thế của đối thủ. Sau đó cậu dễ dàng ghim được thanh kiếm của Alisa xuống dưới đất, tiếp theo đó là kết hợp ba chiêu thức cơ bản thành chiêu thức tấn công hiệu quả, đồng thời là đòn phản kích nhạy bén, chính là thương cực. Lục hợp thương, loạn nã sát. Vậy là chỉ với một đòn, Corin đã đẩy Alisa đã bay xa cả chục mét. Mà lúc này Alisa cũng nếm trải nỗi đau từ đòn tấn công vừa rồi, may mà kịp thời vận công để chặn đòn, nếu không e đã nguy hiểm đến tính mạng. Dù không mạnh mẽ hay có tốc độ đáng kinh ngạc, mức độ hoàn thiện mỗi kỹ thuật của cậu ấy thật là phi thường, cậu ta là cái quái gì vậy? Đây mà là sức mạnh của một hiệp sĩ cấp 5 sao, mình đã hoàn toàn thất bại. Tiếp theo đó, Alisa liền bị Corin tước đi băng tay. Tôi sẽ dùng nó đúng chỗ, Corin vừa nói vừa nở nụ cười chiến thắng, nhưng cũng ngay lúc này, ở phía sau liền truyền tới tiếng đánh nhau thu hút sự chú ý của cậu. Tiếp theo đó là một thanh đại kiếm liền chém tới, may mà Corin đã kịp thời dùng thương của mình để cản lại. Nặng quá, đây là một thanh kiếm được làm bằng huyền thiết có mật độ gấp 4 lần thép, kết hợp thêm ma pháp phụ trợ, là một thanh ma kiếm hiệu quả để chống lại những con quái vật kích thước lớn, mình đã bị tấn công bởi thứ này, đúng là khó chống đỡ. Phải khó khăn lắm, cậu ấy đẩy lùi được thanh kiếm này sau đó một lớp giọng nói ngạc nhiên vang lên. Gì, ngươi chặn được thanh trọng thiết kiếm à? Đúng là không đùa được đâu, cái băng tay đó, đặt nó xuống rồi biến đi tên cấp 5. Lời nói này là của một thanh niên trẻ, ở xung quanh cậu ta còn có rất nhiều thanh kiếm đang lơ lửng. Corin bắt đầu lo lắng, tiêu rồi, hình như tên này là Doron Walski. mình thực sự không muốn đụng phải hắn tí nào. Mặc dù có thành tích áp đảo khi một mình chọi hàng chục kẻ thù, đừng nói là bị thương, cái nhìn thoải mái đó, Điều này chứng tỏ hắn ta chắc chắn khác với Alisa. Cha, không còn cách nào khác, hiện tại đã thành ra như thế này thì đánh nhau cũng chẳng có lợi ích gì cả." Nói xong cậu liền quay đầu bỏ chạy. Hành động này khiến cho Doron câm lặng, cậu ta chưa gặp tình trạng này bao giờ. Thứ người ngậm trong miệng chắc chắn có màu xanh nhỉ, nói xong Doron cũng bắt đầu phát điên lên, cho tất cả thanh kiếm của mình lao lên tấn công vào Corin. Làm cho cả Corin và Alisa vội vã bỏ chạy. "Này, điên mất, sao hắn lại như thế?" ngươi thường những việc không kiếm được tiền thì không làm cơ mà còn alisa nữa tại sao lại chạy theo tôi bởi vì tôi cũng không muốn chết và tôi không biết lối ra trong lúc chạy corin vẫn đang suy nghĩ cẩn thận được rồi không cần phải đánh nhau miễn là mình mang được chiếc băng tay này đi là được lúc này corin liền ngạc nhiên bởi vì ngay trước cửa của túp lều đã bị một cậu thanh niên khác cùng với con golem của cậu ta chặn lại cha xin lỗi nhé muốn đi qua phải để lại quân hàm Cậu ta là bậc thầy golem năm thứ nhất, Old Luden. Cảnh tượng này khiến cho Alisa khó tin, đồ hèn nhát, không thể tin được là ngươi chăn ở lối ra. Mà lúc này Corin cũng biết mình gặp rắc rối lớn rồi, ở phía trước là tên Old, phía sau là tên Doron. Trong khi cố gắng tránh đánh nhau với những người khác thì cuối cùng phải đối mặt với hai tên máu mặt cùng một lú. lần này thực sự không còn cách nào khác, nói xong cậu cũng bắt đầu rút vũ khí ra. Alisa thấy vậy thì kinh ngạc, cái gì? cậu thực sự định đánh nhau với cả hai người bọn họ cùng lúc à corin thì cũng khá tự tin nếu cuộc chiến là không thể tránh khỏi vậy thì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với nó lúc này tất cả lũ cùng lao vào đánh nhau mà đến buổi chiều lúc này kết quả của cuộc chiến cũng đã rõ ràng tại túp lều một người bắt đầu gõ cửa ôi trời có vẻ như quán quân đã đến rồi xin hỏi là ai vậy tôi là corin lock tôi chọn một sản phẩm được chưa Cậu vui vẻ ngậm ba cái băng màu xanh trong miệng vừa nói. Ôi trời, đem được quân hàm màu xanh về, đây quả là một học sinh tuyệt vời, ha ha, có gì đâu, do tôi gặp may thôi. Mà lý do Corin chiến thắng là bởi vì cậu có kỹ năng áp đảo cùng với kinh nghiệm tuyệt vời. Cậu ta xuyên qua những đường kiếm của thanh trọng kiếm đó, nhờ sự nhanh nhẹn của mình, trước khi thanh kiếm đó có thể phát huy hết sức tấn công. Sau khi tước được thanh kiếm đó của đối thủ, cậu ta đã cho nó cắm chặt xuống dưới đất, làm cho đối thủ không thể lấy lại được vũ khí, những thanh kiếm không thể chặn thì cậu ta né tránh rồi lựa thế để những thanh kiếm đó hướng tới lũ golem với ứng biến nhanh nhạy cậu ta nhanh chóng nấp phía sau doron lợi dụng hắn làm lá chắn khỏi các đòn tấn công của con golem kết quả là trong khi doron đang chặn con golem lại cậu ta tấn công lõi của golem và vô hiệu hóa nó ngay sau đó Green cũng đi đời do không còn golem điều khiển nữa với sự nhanh nhạy phán đoán và thậm chí cả quyết tâm cậu ấy đã thể hiện là người tham gia chinh chiến hàng trăm ngàn lần mọi thứ được quyết định chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó có thể chính là kinh nghiệm đã được đúc kết qua thời gian dài cậu ta còn trẻ như vậy sao có thể giỏi thế được và qua quan sát cậu ấy mình như được trông thấy lại bóng dáng của chị lúc này alisa nhớ lại câu nói đừng chỉ dựa vào tài năng mà lười thực chiến của corin có vẻ lúc này cô ấy đã hiểu rõ câu nói này hơn sau đó alisa lên quyết tâm mình cũng phải nỗ lực hơn nữa bên này doron cũng nhìn vào thanh kiếm của mình rồi suy nghĩ trước khi sức mạnh của mình được phát huy, hắn ta nhanh chóng có được đáp án để đối phó, thằng nhóc này làm cách nào mà nhận ra điểm yếu của mình vậy? Trong nháy mắt tên đó đã biết tất cả các kỹ thuật và tuyệt chiêu của mình như nắm trong lòng bàn tay vậy. Crane bên này cũng chẳng khá hơn là bao, đối với vũ khí nhỏ có sức tấn công cùng với tốc độ cao thì Golem chẳng khác gì cái bia đỡ đạn cả. Nếu ta là ngươi, trước tiên ta sẽ nhờ một người bạn làm hộ tống bảo vệ cho mình thay vì con Golem đó, bạn bè à, ta không có vậy thì cố mà tìm cho mình một người bạn đi những lời nói của corin khiến cho cậu tức tới phải khóc tên khốn này nói móc mình ngày hôm nay đã có ba học sinh có thực lực ở năm nhất và mỗi người bọn họ đều nhớ tới corin theo cách riêng của mình mà corin bên này thì vẫn còn hí hửng lắm ổn rồi đó không nghĩ lại thuận lợi như thế này bây giờ trong số những người tham gia còn lại ở bãi săn người có thực lực nhất được cho là người nhận được sự bảo hộ của rừng un nhưng ở đây không phải chỉ có những người chơi bình thường được tham gia, do vậy còn có ma pháp sư đứng đầu học viện Merkaba, Mariette Danerev. Vì đang giúp đỡ cho việc luyện tập của các thành viên khác bằng cách đảm nhận vai trò của quái vật. Đối với Yuen, đây là lần đầu cô gặp đối thủ quá sức mình, vậy là cách quá trình luyện tập ở bãi săn kết thúc. Em là học sinh mới à, xin chào, chị là Mariette, em là Yuen. Sau khi chào hỏi với Yuen xong, Mariette liền quay đầu nói tiếp, vậy còn đằng ấy tên là gì? Đối thủ tiếp theo của cô ấy, thiên dạ xoa, Waran. Mà lúc này dưới chân Waran cũng có cả tá học sinh và ngoại hình của họ cũng đều tương tự nhau. Nhìn cảnh này là Mariette liền biết có vẻ như Waran đang tìm kiếm ai đó. Ôi trời ạ, à, em hẳn đang tìm ai đó. Em chỉ tập hợp những người bạn của mình lại và chống lại tôi nếu gặp thôi. Nhưng mà Waran không để ý cho lắm. Cô ấy vượt qua bên người Mariette như một cơn gió. Hành động này có vẻ như đã chọc tức Mariette nên ngay sau đó liền có một cột băng dựng trước người Waran. Thứ lỗi cho tôi, em có thể bơ tôi, nhưng theo luật thì tôi vẫn là quái vật đấy nhé, nên tôi không thể làm thế với em được, Waran chỉ lạnh lùng quay đầu nói, phiền thật. Và trận chiến giữa họ sắp sửa bắt đầu. Lúc này tại lều nghỉ ngơi, tổng cộng là 117 điểm, đã lâu rồi tôi mới thấy được số điểm này đó, tôi có thể chọn phần thưởng không? Có 3 phần thưởng có thể chọn, giao giết heo rừng, áo da bảo vệ, mật gấu cá mập, trong ba thứ này món có giá trị lớn nhất là mật gấu cá mập. Nhưng mình đến đây với dự định cả rồi, sau đó Corin liền đưa ra lựa chọn của mình. Tôi sẽ lấy cái này, hạt giống nhân sâm. Ồ, cậu có mắt nhìn đấy khi chọn hạt giống nhân sâm. Lúc này cậu vẫn còn thừa lại 17 điểm, nên người trông coi liền hỏi cậu định làm gì với số còn lại. Với 17 điểm thì làm ơn hãy cho tôi cái này, cậu dơ lên hai tấm thẻ, là chất bổ sung dinh dưỡng cho cây 6 điểm, và bịt tai 10 điểm. Sau khi xong xuôi, cậu cũng rời khỏi liều nghỉ ngơi, trời, mua sắm tuyệt thật đấy, kể cả có đi chơi cả ngàn lần cũng chưa từng xuôn sẻ như thế này. Chưa kể đây là lần đầu mình thấy họ cũng hoàn thành phần thi này nhiều như thế đấy. Lúc này Corin cũng thấy Jaeger và Lex, có vẻ như họ đã hợp tác cùng với nhau. Ồ, hạng 2 và 19 điểm nữa, tôi có 15 điểm. Corin cũng chúc mừng họ, cả hai hợp tác tốt lắm. Jaeger ngượng ngùng cười, trò này dễ mà, tối nay cùng luyện tập trong phòng thể lực nào nếu vẫn còn đủ năng lượng để đến phòng tập thì giúp tôi tìm lõi của đám golem đi, lời nói này khiến cho Crane kinh ngạc. Chúng quý lắm đúng chứ, bọn tôi sẽ giúp cậu, ổn mà, những lúc này thì cậu phải nói cảm ơn mới đúng. Ở kiếp trước, Corin đã làm việc rất nhiều với Crane không có mấy đỡ đòn hạng nặng tốt như golem trong những trận đấu quái vật cỡ bán lớn cả, mọi thứ dần đến hồi kết rồi. Kết quả là, Pháp sư hạng 2, Granel Luden đang khôi phục lõi của golem, kỵ sĩ hạng 2, Alisa Aden bị thương, kỵ sĩ hạng 2, Doron Waski cạn năng lượng, pháp sư hạng 2, Brit Iwen bất tỉnh. Nhìn cảnh cô ấy nằm bẹp ở dưới đất cũng khiến cho Corin kinh ngạc, cổ làm gì mà chết được ở đây, các giáo sư đang làm gì vậy, mạng sống quan trọng đến vậy thì chắc cô ấy ngất thôi. Lúc này Iwen bắt đầu nói ra những từ yếu ớt, Mariette, cô gái đó, cô ấy. Iwen còn chưa nói hết, thì trong rừng liền xảy ra một vụ chấn động. Lũ động vật trong rừng thì thi nhau bỏ chạy, Corin thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Iun vẫn lẩm bẩm mấy từ, chạy đi. Mariet. Mariet là một người có khả năng thiên bẩm về phân tích ma thuật, cùng với lượng mana trời ban. Một pháp sư dường như chưa bao giờ được trải nghiệm nỗi thất vọng hay thất bại. Tài năng sẽ theo bước chân của giáo sư cấp cao Josephine, như người đời nói. Mariet thật sự là một thiên tài. Đối với Mariet, bãi săn này giống như là sân chơi vậy. Cô ấy chỉ cần kiểm soát độ khó và giúp những hậu bối trưởng thành như là một tiền bối của họ mà thôi. Đó là cách cô ấy hay làm, nhưng lúc này cô ấy đang phải đấu với bức tường lớn nhất trong cuộc đời mình. Trận chiến diễn ra đang theo chiều hướng một chiều nghiêng về phía Waran. Khi thấy Waran lao lên tấn côn, Mariette vội vàng thi triển một pháp thuật băng, bắn từng mảnh băng về phía Waran. Nhưng mà Waran không quan tâm, khi những mảnh băng đâm vào người cô ấy thì nó tự động bị vỡ nát ra. Cảnh tượng này khiến cho Mariette thật sự khó chịu, mình không thể chặn đòn chỉ với ma thuật sơ cấp được, loại ma thuật gì. Mặc dù Marius đã hứa với các giáo sư cao cấp rằng cô ấy sẽ không sử dụng ma thuật tấn công trên mức trung cấp, nhưng mà sự thật thì cô ấy đã bắt đầu sử dụng ma thuật cấp cao rồi, nói cách khác, mặc dù không muốn thừa nhận, Marius đã bắt đầu sử dụng toàn lực. Nhưng mà dù vậy thì thực lực vẫn cách biệt quá lớn, chỉ với một đạp, Waran đã đá cô ấy bay xa cả dặm. Cái cây mà cô ấy va vào cũng hình thành một vết lõm lớn. Đừng có lại gần đây, Mariette run rẩy nói ra những lời này, cô ấy thực sự thấy sợ hãi rồi. Thứ đang ở trước mặt cô ấy không phải là một kỵ sĩ, pháp sư hay trò chơi gì hết, nó đơn thuần là một thảm họa tự nhiên trong hình dáng con người. Mà lúc này, Waran cũng đang tiến lại gần cô ấy hơn. "Đừng có lại gần ta!" Mariette hét lên, trong tay cô ấy cũng đã ngưng tụ ra một quả cầu băng. Gương mặt cô ấy trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, giống như sự chống trả cuối cùng của những con thú nhỏ trước loài ăn thịt. Ngay lúc này, một giọng nói liền vang lên, đủ rồi, Warren, dừng lại, lời nói này là của giáo viên cấp cao Josephine, cô ấy đang đứng chắn trước người Mariette. Con không sao chứ Mariette, sau khi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là giáo sư Josephine, Mariette cũng bắt đầu ngất xỉu. Trong bài luyện tập đi săn này đã xuất hiện một vài kết quả không ngờ tới, trước hết người về đầu và cũng là người đạt được nhiều điểm nhất chính là tôi. Một học sinh hạng năm và người đứng đầu năm nhất Warren và người đứng đầu năm 2 Mariette đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi nghe được chuyện này thì Corin sợ té đái, cứ tưởng cô ấy đã thức tỉnh thành một con boss luôn rồi chứ, nhưng trong cô ấy có vẻ ổn, hẳn mọi thứ vẫn xuôi theo cốt truyện gốc nhỉ. Thôi cứ để đấy đã, vẫn còn tận 3 tuần trước khi cô ấy thức tỉnh, bây giờ mình cần chuẩn bị vài thứ, nghĩ xong cậu cũng rời đi. Một lúc sau, ngoài bìa rừng bãi săn, Corin đến đây để gặp một người sống ở nơi này, và đầu tiên cậu ấy phải nhỏ thật nhiều nước nhỏ mắt ta. Tiếp theo là phải diễn xuất cho thật tốt, ối mình trượt chân rồi, Vừa ngã, cậu ấy vừa tiện tay ném luôn cái hạt giống xuống cái hồ trước mặt. Không biết Corin có ý định gì đây. Nhưng nhìn khuôn mặt được phản chiếu dưới hồ của cậu ấy thì trông kinh khủng lắm. "Không, hạt giống quý giá mà mẹ đã để lại cho mình, phải làm gì bây giờ?" Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, "Tại sao con khóc?" Giống như đã đạt được mục đích, ngay khi nghe được giọng nói này, Corin liều lượng nụ cười đầy răng nanh. "Ông ta đây rồi, trong huyền thoại anh hùng Ahan có một quả trứng vàng bạn chỉ có thể dùng một lần duy nhất." Chiếc diều vàng của ẩn sĩ, đối với đối với người thợ đốn củi vô tình làm rơi chiếc diều sắt xuống hồ, vị ẩn sĩ này đã hỏi anh ta rằng anh ta đã làm rơi chiếc diều vàng hay diều bạc. Và tình tiết này cũng giống y như trong cốt truyện đó, có xuất hiện của diều vàng và diều bạc, nhưng chỉ giới hạn cho vũ khí cấp độc nhất hoặc thấp hơn, và khi ném vũ khí khác xuống thì cũng sẽ không có phản ứng gì nên mọi chuyện dừng lại ở đó. Corin đã từng thử thả 500 món đồ khác nhau xuống hồ ẩn sĩ, và cũng có một số người chơi kỳ cựu đã thử thả một đúng món đồ ngẫu nhiên xuống, trong đó còn có những vị anh hùng ném cả vật phẩm hiếm xuống, một quả trứng vàng mà nhà sản xuất chết tiệt thêm vào trong lúc nhàn rỗi. Hạt giống vàng này là của con ư? Không ạ, à? hay là hạt giống bạc này? Không ạ. À? Trong lúc nghe ông già này bắt đầu hỏi, thì Corin cũng nghĩ, tên điên nào mà lại dám thả giống nhân sâm mà chúng ta đã cố gắng mãi mới có được mà đã đổi bằng 100 điểm xuống hồ chứ? Và tên anh hùng điên đó chính là Corin. Ha ha thế thì đây hẳn là hạt giống của con ông già vừa nói vừa đưa ra một hạt giống bình thường corin bên này thì nước mắt giàn ruộng, vâng đúng rồi ạ à, đây chắc chắn là giống của con kể cả khi đã thấy vàng và bạc con vẫn không tham lam mà rất thành thật ta để cao sự trung thực của con và sẽ trao cho con những hạt giống này thế là corin liền nhận được hai hạt giống vàng và bạc ông già ẩn sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì lại một lần nữa ngụm lặn dưới hồ corin thì vẫn đang quỳ lại bái tạ đồng thời bảo ông ấy nhớ cẩn trọng sức khỏe. Nhưng ngay khi ông ta vừa lặn xuống, thì gương mặt cậu thay đổi 180 độ. He he he, vật phẩm có thể nhân lên được. Ông già mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc phải đòi lại đồ mất. Còn về hạt giống nhân sâm thường thì nó giúp tăng lượng mana, nhưng hạt giống vàng và bạc thì có hiệu ứng rất đặc biệt. Đây là một mảnh ẩn mà chỉ có thể nhận được thông qua phương pháp này trong huyền thoại Anh Ahan. Có vài vấn đề với những người đã hết lên ngày sau khi thu hoạch. Nhưng đó không phải vấn đề lớn, trong kiếp trước Park Si Hu đã ăn hạt giống vàng và mình ăn hạt giống bạc nhưng bây giờ chúng đều là của mình nhìn mấy hạt giống trong tay làm cho Corin cười không ngậm được mồm tiếp theo là một thông tin quan trọng điều khiến cho Mariette trở thành boss đầu tiên và thức tỉnh trở thành một ma cà rồng đặc biệt là nhiệm vụ thật sẽ diễn ra trong 3 tuần tới cuộc chạm trán với ma cà rồng sát nhân của thành phố sương mù Gionhze Corin không biết làm cách nào mà tay sai của quỷ tộc bên trong Mariette lại thức tỉnh nhưng mà chúng ta vẫn còn thời gian, đó cũng là lý do mình thể hiện sức mạnh với những người mạnh ở hạng 2, bởi vì không một ai muốn chiến đấu cùng một tên kỵ sĩ hạng 5 yếu đuối. Kể cả khi cậu có nhờ đi chăng nữa, điều đầu tiên khiến họ hứng thú với người chơi chính là tài năng thiên bẩm và sức mạnh. Trong vòng một tuần họ sẽ hoàn toàn bình phục, lúc đó Corin sẽ đề nghị lập đội, boss đầu tiên của huyền thoại anh hùng Ahan. Ma cà rồng đặc biệt, Mariette Dunalep, vẫn còn 3 tuần trước khi Mariette thức tỉnh, nhưng đó là khi mọi thứ vẫn diễn ra y như cốt truyện gốc. Lúc này Mariette cũng tỉnh lại sau trận chiến với Waran, người bạn cùng phòng bên cạnh vội vàng hỏi. "Mariette, cậu ổn chứ? Cổ họng cậu sao rồi? Đứa năm nhất đó, cô ta nên biết điểm dừng cậu, cũng bị hạn chế ma thuật sơ cấp cơ mà." Lúc này Corin vẫn nghĩ rằng, nếu mình có đủ sự chuẩn bị, tin tưởng và có đủ thành viên, mình sẽ dễ dàng cứu sống một cô gái khỏi số phận bất hạnh của cô ấy, cho đến lúc đó mình sẽ huấn luyện Alisa giúp lính đánh thuê Doron kiểm soát thanh kiếm, rồi chiêu mộ Druid của rừng Avelowen và thân thiết hơn với phù thủy Golem, Greno. Nghĩ xong mấy điều này, cậu vẫn cảm thấy kế hoạch của mình thật là hoàn hảo, nếu chuẩn bị tốt thì việc này dễ như ăn kẹo. Miễn là không có biến số nào xảy ra, nhưng mà biến số thực sự xảy ra rồi, quá trình thức tỉnh của Marius đã bắt đầu, hai mắt cô ấy đã chuyển sang màu đỏ. Tơ khát quá, đó là câu nói cuối cùng của cô ấy trước khi đánh chén người bạn thân. Còn về phía Warren, lúc này cô ấy cũng nhớ tới buổi nói chuyện với giáo sư Josephine, chán em ghê, biết vậy tôi không gửi cho em đâu. Còn nếu em muốn học thì tôi sẽ kèm riêng cho em, tự kiểm điểm lại bản thân đi, chốt lại là hiện tại của anh sẽ bị cấm túc. Mình có nên nhảy lầu không nhỉ, cô ấy tự lập lẩm bẩm khi ở một mình. Lúc này, đột nhiên một gương mặt thò xuống từ trên cửa sổ, cha, biết ngay cậu sẽ ở đây mà. Tên Corin này cứ tự nhiên thò xuống như như ma vậy, Điều này khiến cho ngay cả Thiên Dạ Xoa cũng phải giật mình. Warren đúng không? Hình như lúc trước tôi có thấy cậu thì phải, tôi là Corin Lock. cậu mở cửa sổ ra được không? Corin vừa nói mà hai chân cậu vẫn vắn vẹo trên cành cây bên cạnh, trên tay còn cầm một hộp bánh. Sau đó cậu liền đưa hộp bánh này cho Waran, cho cậu này, tôi không biết cậu thích gì nên mua đại cái bánh này, với lại đến tay không thì cũng kỳ. Nhưng mà Waran chưa vội vàng nhận lấy mà nói, cậu vào đây là vi phạm nội quy của nhà trường đấy nhưng mà Corin đã tính trước cả rồi. Tôi có vào đâu, tôi đang treo trên cây mà, mà tôi cứ thích vào đấy, hình như giờ cô Josephine cũng có ở đây đâu. Thực ra Corin đến đây để phòng trường hợp Warren bị thương, nhưng mà cậu ấy không có lấy một vết sẹo nào trên người cả. Và có vẻ như Warren bị cấm đi ra ngoài và gặp gỡ người khác, chắc là bởi vì chuyện đã xảy ra ở bãi săn. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cậu ấy là một bán nhân nên cô Josephine lo cũng đúng thôi nhưng nhốt cậu ấy như thế này hơn 4 ngày trời thì. Corin nghĩ đến đây thì Waran liền nói, cô ấy đi ra ngoài đi đâu á, hơn 4 ngày rồi không thấy cô ấy tới đây. Thông tin này khiến cho Corin ngạc nhiên tới mức gãy cả cành cây. Sau đó cậu thét lên, gì cơ, cô ấy chưa từng quay trở lại đây dù chỉ một lần kể từ lúc đó sao, ừ. Lúc này Corin cũng biết tình hình có vẻ không ổn nên vội vàng chào tạm biệt Waran. Gặp lại cậu sau nhé, lần sau tôi sẽ mang đồ ăn qua cho cậu. Nói xong Corin vội vàng bỏ đi, vừa đi cậu vừa nghĩ, cô Josephine đã đi ra ngoài bỏ lại người nguy hiểm nhất ở học viện Merkaba là Warren. Có gì đó không bình thường, võ sĩ đại diện của khoa phép thuật giáo sư Dana và của khoa hiệp sĩ giáo sư Fermat dã man. Hai người họ lúc trước từng là hộ vệ, bây giờ họ cũng gấp rút như thế đi tìm ai đó. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây cậu liền chạy thẳng một mạch tới phòng bệnh của Mariette, lúc này ở ngoài cửa cũng được một vị giáo sư canh phòng cẩn mật. Corin lóc, có chuyện gì vậy? Yêu cầu gặp mặt của cậu bị từ chối rồi mà. Trước câu hỏi của vị giáo sư này, Corin vẫn tươi cười, "Trời ạ, không phải chuyện đó, ngài là lính bảo an bậc ba Cron đúng không ạ? Cô Josephine bảo tôi mang đồ ăn với nước uống đến cho ngài." Với lời nói chân thành và biểu cảm tự nhiên, có thể nói rằng kỹ thuật diễn xuất của Corin không có chút vết xước. Y như rằng, tay bảo an này tin sái cổ. "Hô hô, thật sao? Cô ấy đúng là biết quan tâm tới cấp dưới mà." Mà cậu phải chuẩn bị tới vậy đều là vì có quá nhiều chi tiết nghi ngờ, đầu tiên là yêu cầu gặp mặt Mariette của cậu bị từ chối, người ở bên bảo vệ Mariette là Isabella thì mất tích, lại còn bố trí lính canh ở bên ngoài bệnh xá, ngay từ đầu cậu đã cảm thấy là lạ rồi. Vậy nên cậu phải chuẩn bị thế này đi mời tay Bảo An đi vắng một chút. Và ngay sau khi anh chàng Bảo An này mới cắn miếng bánh đầu tiên thôi, bụng anh ấy liền bắt đầu biểu tình dữ dội, mà Corin nhìn thấy cảnh này là biết thuốc đã bắt đầu phát tác. Trời ơi, ngài bị làm sao vậy ngài bị đau bụng sao hình như bên kia có nhà vệ sinh đấy ạ câu khác giúp tôi một lúc được không tôi cần phải đi vệ sinh nhưng mà đừng có đi vào trong đấy vâng ngài cứ đi thong thả tôi nhất định sẽ không đi vô trong đâu đau bụng lại còn định đi thong thả đến chịu mà lúc này corin cũng bước vào phòng trong lòng cậu vẫn còn sót lại chút hy vọng không đời nào có chuyện đó đâu đúng không vẫn còn đến tận một tháng nữa mà bây giờ vẫn còn quá sớm làm ơn mong cho nghi ngờ của mình là sai đi Vừa nghĩ cậu cũng vừa kéo đi tấm chăn ở trên giường, nhưng mà người nằm trên đó không phải là Mariette, mà đó là Isabella. Đáng lẽ Mariette phải nằm ở đây chứ. Sao lại thành Isabella rồi, không phải đang mất tích sao? Nhưng khi cậu nhìn vào hai dấu răng trên cổ cô ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là điều các giáo sư đang cố che giấu. Mariette đã thức tỉnh trở thành ma cà rồng và trở thành mối đe dọa trùng cuối hồi và tệ hơn, điều này xảy ra sớm hơn kịch bản gốc tận 3 tuần. Cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị được cái bỏ mẹ gì cả. Có một chiến thuật tấn công gồm 4 giai đoạn để đánh bại trùm cuối của hồi thứ nhất. Giai đoạn 1, giải quyết nhanh gọn lẹ các đợt tấn công của quái vật. Giai đoạn 2, giam giữ cô ấy trong các vòng tròn ma pháp và sau khi chiếm được thế thượng phong bằng cách gây sát thương thì giai đoạn 3 sẽ bắt đầu. Lúc này mọi người sẽ phải đối đầu trực tiếp với kẻ thù hùng mạnh đang hoành hành trong huyết vực, khi chúng ta đánh gục kẻ thù, nó sẽ chuyển sang hình dạng cuối và giai đoạn cuối bắt đầu trọng tâm của chiến thuật tấn công này chính là dạng cuối. Vậy nên có khi không cần đến người chơi cũng được, nếu các tên tuổi trong năm nhất của học viện hợp sức lại với nhau thì cũng không đến nỗi quá khó để đi đến giai đoạn 3. Nhưng Alisa bị thương rồi, là do mình, Doron thì vũ khí bị phá hủy, cũng do mình, Greno thì Golem bị phá hủy luôn, chưa thể hồi phục, cũng là do mình nốt. Mình đã là toàn bộ những học viên tên tuổi của năm nhất phế hết rồi sao? Không ổn, bỏ mẹ rồi. Trong bản gốc, sau khi đụng độ với sát nhân ma cà rồng ở thành phố Sương Mù. Mariette đã tấn công bạn cùng phòng của chị ấy và nổi cơn thịnh nộ sau đó, trong kiếp trước của mình, sau khi chuyện đó xảy ra. Bọn mình đã đợi Mariette và Isabella lúc này đang ở bên dưới ký túc xá để nhanh chóng giải quyết mọi chuyện mà Park lại cố tình để Mariette chạy thoát. Nhưng nhớ ơn mình mà giờ mọi chuyện dối tung hết cả lên, Alisa bị gãy tám khúc xương. Golem của Creno thì bị hỏng nên cậu ấy hoàn toàn vô dụng, mình cũng có nghĩ đến Waran nhưng mình không thể dự đoán được cục diện trận chiến sẽ thay đổi như thế nào nếu cậu ấy tham gia. Thế nên cậu bắt đầu tập hợp tất cả những lực lượng mà mình có thể dùng được. Tại một góc trong phòng tập thể lực, cậu đang nỗ lực để thuyết phục Doron tham gia. Giấy chứng nhận đăng ký làm việc nè lính đánh thuê, nhiệm vụ lần này đặc biệt khó nhẽ, tôi cần tìm và bắt sống một người này. Cậu điên à, nguyên tắc của lính đánh thuê là trận nào chắc thắng thì mới đánh, với lại cậu làm gãy kiếm của tôi rồi, giờ tôi chỉ còn lại hai thanh mà thôi. Không còn cách nào khác, Corin đành tung ra lá bài cuối cùng. 20 đồng vàng, nếu cậu vẫn không tin nữa thì tôi sẽ để cái này lại làm vật thế chấp, thứ Corin đưa ra chính là bụi linh hồn 100% tinh khiết không lẫn gì cả. Mà Doron bên này khi nghe được tiền công là 20 đồng vàng thì mắt cậu ta sáng lên, cậu đúng là một ông chú tâm lý. Sau đó một thông báo hiện lên Doron đã tham gia tổ đội của bạn, tiếp theo là tại thư viện, lúc này Corin và IUN đang nói chuyện với nhau. Làm sao cậu biết được vậy? Tôi tưởng đâu là toàn bộ ghi chép đã cháy thành cho cùng với khu rừng rồi chứ. Trước câu hỏi của Yuen, Corin trả lời, lúc trước tôi từng đọc qua một quyển sách về nó. Bảng chữ cái cậu dùng xưa giờ là bảng chữ cái Orkham đúng không? Cậu ở đây để tìm nó đúng chứ? Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ dạy hết cho cậu chỗ phép thuật này. Đây là một lời đề nghị quá quan trọng đối với Yuen, nên cô ấy không thể từ chối được. Nói cho tôi biết, tôi phải làm gì? Vậy là Corin đã thuyết phục được người tiếp theo. Cuối cùng là đến hai tên ớt ơ này. Nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn, lương thì thấp và lại còn rất nguy hiểm, và có khả năng chúng ta sẽ phải đối đầu với một quỷ tộc đặc biệt mạnh nữa, nhưng nếu thành công chúng ta sẽ có được danh dự và tiếng tăm. Hai tên đầu tôm này suy nghĩ một chút, sau đó liền đồng ý. Nghe thật lãng mạn, cho bọn này xin chân trong tổ đội của cậu nhé. Vậy là một tổ đội cơ bản đã được hoàn thành, một sát thương phụ, một cứu thương, thêm mấy người kia nữa là vừa đủ để qua được giai đoạn 1, vậy là đã đạt đủ điều kiện tối thiểu. Giờ như thế này là tốt nhất rồi. Và vào buổi tối hôm đó, họ liền bắt đầu vào rừng để tìm kiếm Mariette và dựa theo những lời nói của Park si -hu trong kiếp trước thì có vẻ như Mariette đã chạy vào trong rừng. Và chỉ có một khu rừng duy nhất ở gần học viện mà thôi. Đó chính là khu rừng ở bãi săn. Doron ở phía sau đang thắc mắc, không biết làm sao mà họ có thể tìm được Mariette. Nơi này rất rộng lớn, nếu cứ tìm như bình thường thì có khi cả năm không thấy. Nhưng đối với câu hỏi này, Corin trả lời rất đơn giản, Tìm, nếu tìm thì vài năm cũng không biết tìm ra chưa, muốn biết thì đi hỏi thôi, kiểu gì cũng ra, đừng lo. Đúng không, lời này là nói với Yuen. Thật ra cậu đã biết được tới chuyện gì rồi vậy. Nói xong cô ấy cũng cắm cây gậy của mình xuống dưới đất, rồi bắt đầu lẩm bẩm. Hỡi các tinh linh, hãy dẫn lối cho chúng tôi đến với cô ấy, lúc này ở phía dưới cây trượng cũng bừng sáng lên. Jager cũng rất ấn tượng với cảnh này, nguyên một đám tinh linh bù lại kìa chỉ tiếc là corin không thể nhìn thấy cảnh này nhưng dựa theo phản ứng của họ thì chắc là đang có vô số tinh linh đáp lại tiếng gọi của un vậy bọn họ có tìm ra mariet chưa corin hỏi à rồi nhưng mà lúc này biểu cảm của bọn họ đều trở nên nghiêm trọng nhìn về phía sau corin sao sao vậy mọi người đang nhìn gì vậy chị ấy đang ở đâu corin chưa hỏi hết thì đã có một con quái vật tấn công cậu ấy từ phía sau may mà cậu ấy dùng thường đỡ được sau đó corin thực hiện một cú quét thương chém con quái vật này ra làm hai. Chết tiệt, tự nhiên chui ở đâu ra vậy? Mà lúc này ở phía trước cũng có một đám quái vật bắt đầu lao tới. Tin ngáo Jager còn tưởng chị Marius biến thành quái vật rồi. Thấy tình hình nghiêm trọng, Lách liền rút ra quyển sách phép của mình. Và Jager cũng lôi ra cây búa của cậu ta. Ha ha, các người dám lao và đối đầu trực diện với Jager ta sao, lại còn vừa đúng lúc ta cần làm nóng cơ thể. Sau đó cậu ta lao lên một mình chắn trước đám quái vật khiến cho Corin lo lắng nói, Jager, đừng có xông lên phía trước, bọn chúng sẽ bao vây cậu đấy. Lùi lại ba bước đi, đừng có hấp tấp, cứ đánh đi rồi từ từ số lượng có bọn chúng sẽ giảm xuống thôi, lách yểm trợ phía sau nhé. Iuen, cậu hãy ở cùng với lách, Doron, không cần tôi nói cậu cũng biết phải làm gì rồi mà đúng không. Đừng có dâng cao quá là được, khả năng chỉ huy của Corin khiến cho mọi người bị bất ngờ. Dù bị tấn công bất ngờ, nhưng cậu ta không có vẻ gì là hoang mang cả, đã vậy còn vạch ra được đường đi nước bước hợp lý và hỗ trợ nữa. Cậu ta không chỉ mạnh mà còn có kinh nghiệm của một người đội trưởng và một chiến lược gia để chỉ huy một đội. Cậu ta cứ như một người lãnh đạo vậy, ai mà ngờ cậu ta chỉ là một hiệp sĩ bậc năm cơ chứ, chắc chắn là kỳ thi xếp hạng của học viện có vấn đề rồi. Mà nhìn thấy đám quái vật cứ ảo ảo lao đến, Jager cũng quay đầu hỏi Yuen, này, tôi tưởng là chị Marius đang ở đây chứ, chuyện này là sao, Chị Mariette thì không thấy đâu mà chỉ toàn là quái vật. Iun ấp úng trả lời, thì các tinh linh bảo sao tôi nghe vậy thôi. Lách like lúc này cũng đưa ra ý kiến, có phải chị Mariette đang điều khiển chúng không, chứ quái vật làm gì đi săn theo bầy đàn như thế này. Với hình như chúng hung hăng hơn bình thường đấy. Nhưng lời này của cậu liền bị Corin phủ nhận, không phải, chị Mariette không phải là người đứng đằng sau giật dây bọn chúng đâu, chuyện đó đối với chị ấy không có dễ dàng như vậy mà nếu chị ấy điều khiển bọn chúng đi chăng nữa thì tấn công loạn xạ như thế này hoàn toàn không phải là phong cách của chị ấy vậy thì tại sao chứ tại sao lũ quái vật này lại tấn công chúng ta doron hỏi cả hai đều không phải mỗi loài quái vật đều có tập tính săn mồi riêng nhưng đôi khi chúng lam vào hoàn cảnh tuyệt vọng đến mức quên đi tập tính của chúng ví dụ như có thứ gì đó mà chúng không thể đối phó được thứ gì đó khiến chúng phải bỏ chạy khi đối mặt những lời này của corin khiến cho không khí trở nên nghiêm trọng hơn và ngay lúc này, người mà họ cần tìm, Mariette cũng đã xuất hiện phía trước bọn họ. Bộ dạng lúc này của cô ấy hoàn toàn khác xa so với ngày thường, cả người cô ấy được bao phủ bởi một luồng khí màu đỏ, đồng thời cũng phát ra một khí tức nguy hiểm vô cùng. Corin vội vàng ra lệnh, "Chuẩn bị chiến đấu đi, Iuen, Lex, lùi ra phía sau. Doron, Jaeger, lùi lại một bước rồi hỗ trợ tôi." Có vẻ như cậu đã có kế hoạch trong đầu rồi, nên tôi tin cậu, chủ nhân của tôi. Mà trong lúc nguy nan này, tên ngốc Jager vẫn còn đưa ra được mấy cái câu hỏi ngu si. Này, một bước của cậu bước hay là một bước nữa tôi bước thế? Không để ý tới tên ngốc phía sau, Corin nói rằng mình sẽ đi tiên phong. Lúc này cũng có một thông báo xuất hiện, dưới luật thứ ba, tôi sẽ cứu thế giới, Mariette Dunalep, tăng 50% tất cả chỉ số liên quan. Vận mệnh của Mariette, tác động của chị ấy đối với thế giới này, những thông số dự phòng này chắc chắn dựa trên quy mô tác động đến thế giới trong tương lai chứ không phải biến cố xảy ra trong một hồi. Một thông báo khác hiện lên, tôi sẽ giải cứu thế giới, hãy thực hiện bước đầu tiên để giải cứu thế giới và ngăn chặn Mariette Donaleb. Được rồi, tất cả lên nào.